Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật sao không cực. Hôm nay chúng ta sẽ học 22 từ Hán tự đầu tiên trong bài 1 nhé. あう. Âm Hán Việt: tao trong tao ngộ, ý nghĩa: gặp. Ở đây là gặp chuyện không tốt. Chú ni, hôtel de nan ni atta. Em đã gặp đảo chích tại khách sạn khi đi du lịch. Chú ni, hôtel de nan ni atta. Em đã gặp đảo chích tại khách sạn khi đi du lịch. Jiko ni Gặp tai nạn. Jiko ni au. Gặp tai nạn. Tsuyoi hantai ni Vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Tsuyoi hantai ni au. Vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Ni. Kou. Âm hán Việt, tự trong tự chủ. Tự chủ ở đây có nghĩa là chủ nuôi, ý nghĩa Nuôi hoặc là cho động vật đồ ăn hoặc nước uống. Inu em đang nuôi ba con cuốn. Em đang nuôi ba con cuốn. Chủ, cách gọi phổ biến trên mạng bây giờ là con sen. Kainushi. Chủ, cách gọi phổ biến trên mạng bây giờ là con sen. Kainu. Chó nhà, cách gọi phổ biến trên mạng bây giờ là boss chó nhà cách gọi phổ biến trên mạng bây giờ là boss so. so. âm hán việt duyên trong duyên hải ý nghĩa dọc theo men theo -ga, kawa -ni -iru. những ngôi nhà được xây ven sông -ga, kawa -ni -iru. những ngôi nhà được xây ven sông 海辺に沿ってランニングをする chạy bộ dọc theo bờ biển 海辺に沿ってランニングをする chạy bộ dọc theo bờ biển 4. Nưu. Nưu. Âm hán việt phùng hoặc là phúng ý nghĩa may vá khâu. cái đầm này là mẹ may cho em cái đầm này là mẹ may cho em tranh thủ khoảng trống lợi dụng kẻ hở hoặc là len lõi tranh thủ khoảng trống lợi dụng kẻ hở len lõi tranh thủ lúc rảnh việc đi thăm bà đang nằm viện 仕事の感激を塗って、祖母のお見舞いに行く。Việc, 初詣の人混みの感激を塗って、やっとの思いで目的の場所にたどり着いたのだった。Năm, 初詣の人混みの感激を塗って、 Sau khi len lỏi qua dòng người đi lễ đầu năm, cuối cùng em đã đến được nơi muốn đến. Go, Yo. Yo. Âm hán Việt, túy trong túy quyền, ý nghĩa, say, xỉn. ]私は船に酔わない. Em không bị say tàu. ]私は船に酔わない. Em không bị say tào. 彼は酒に酔うと口が軽くなる。Anh ấy cứ hễ xỉn vô là hay bếp xếp. 彼は酒に酔うと口が軽くなる。Anh ấy cứ hễ xỉn vô là hay bếp xếp. Sake uống quá chén nên em xỉn quất càng câu luôn. Sake vì uống quá chén nên em xỉn quá cần câu luôn. 6. Ubau. Ubau. Âm hán Việt, đoạt trong đoạt hồn, ý nghĩa, giật, lấy đi hoặc là cướp. Ôi ô bầu. Tranh đoạt vương vị. Ôi ô bầu. Tranh đoạt vương vị. Wa Người đàn ông đã giật túi sách rồi bỏ chạy. Người đàn ông đã giật túi sách rồi bỏ chạy. Trận động đất lớn đó đã cướp đi mạng sống của 2.000 người. Trận động đất lớn đó đã cướp đi mạng sống của 2.000 người. Đắm đuối, say mê, mãi mê

ケンタ君がこの子に心を奪われてそばにいることに気がついていないようね。私はその歌声に心を奪われてしまった。私はその歌声に心を奪われてしまった。 No, Âm hán Việt, phú, trong thiên phú địa tải, có nghĩa là trời che đất chở. Ý nghĩa, che, đậy, phủ, bọc. No Mây phủ đỉnh núi. No Mây phủ đỉnh núi. 口を手で覆う人は多いです。Nhiều người che 笑うときに口を手で覆う人は多いです。Nhiều người che 黒い雲が空を覆っています。雨が降りそうです。雷電黒い雲が空を覆っています。 雨が降りそうです。đen đang che bầu trời, trời sắp mưa. クルー,クルー。Âm Hán Việt: cuồng, trong điên cuồng, ý nghĩa: điên loạn, rối tung. ギャンブルに狂うと Lao vào cờ bạc là cuộc đời sẽ bị hủy hoại. ギャンブルに狂うと lao vào cờ bạc là cuộc đời sẽ bị hủy hoại. Cả ngày em cứ lãi nhãi như thế này anh sắp điên luôn rồi đó. Cả ngày em cứ lãi nhãi như thế này anh sắp điên luôn rồi đó. Tockeiが狂う. Đồng hồ chạy lung tung. Tockeiが狂う. Đồng hồ chạy lung tung. Coronaでずっと家にいて気が狂いそうだよ Do corona nên ở trong nhà suốt, riết sắp khùng luôn rồi nè Coronaでずっと家にいて気が狂いそうだよ Do corona nên ở trong nhà suốt, riết sắp khùng luôn rồi nè 9. 誘う誘う Âm Hán Việt, dụ, trong dụ dỗ Ý nghĩa, mời, rủ, dụ dỗ 友達を映画に誘う Rủ bạn đi xem phim 友達を映画に誘う Rủ bạn đi xem phim 悪の道に誘う Dụ dỗ vào con đường xấu 悪の道に誘う Dụ dỗ vào con đường xấu 多くの人々の涙を誘ったラブストーリー Câu chuyện tình đã lấy đi nước mắt của nhiều người Câu chuyện tình đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Hành động của đứa bé đó đáng yêu và đem lại tiếng cười trong từng cử chỉ. Hành động của đứa bé đó đáng yêu và đem lại tiếng cười trong từng cử chỉ. 昨日の夜さ、お酒の力を借りて彼女をデートに誘ったんだ。Qua, 昨日の夜さ、お酒の力を借りて彼女をデートに誘ったんだ。日のの夜さ、お酒力を借じゅう、誓う、誓う Việt,。あんたん việc、て、t う。o n g tuyên て、 ý nghĩa thề hứa. Tôi đã thề với lòng nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Tôi đã thề với lòng nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Cô ấy đã thề sẽ trả lại tiền. 彼女はお金を返すことを誓った。Ấy đã sẽ lại 彼はお酒をやめる誓いを立てた。新郎新婦のお二人が誓いのキスを交わす。トン 新郎新婦のお二人が、誓いのキスを交わす。燈蘭、燈 a n, ương, n h ôn, う。十一、習う、習う。亜閑 việc、祖、trong 祝祖、nghĩa、trước、theo。先人に習い、私たちも、家は南向きに建てることにした。học theo người đi trước。 chúng em cũng quyết định xây nhà theo hướng nam. Học theo người đi trước, chúng em cũng quyết định xây nhà theo hướng nam. Vì không có kinh nghiệm, nên em đã bắt trước theo tiền lệ và làm thử vì không có kinh nghiệm nên em đã bắt chước theo tiền lệ và làm thử. 扱う,扱う. âm hán việt tráp ý nghĩa thao tác xử lý cầm nắm cư xử vì dễ vỡ nên cầm nắm cẩn thận. ]壊れやすいので.

いろいろな言葉を知っている必要がある。Ăn, ữ, ph ph 作家は言葉を扱う仕事なので、いろいろな言葉を知っている必要がある。Ăn, ữ, ph ph 先生は生徒を平等に扱わなければいけない。 giáo viên phải đối xử công bằng với học sinh. Giáo viên phải đối xử công bằng với học sinh. 13.従,従, Âm hám Việt Tòng trong tam tòng tứ đức Ý nghĩa tuân theo, bám theo, đi theo, đi cùng. 社長に従って視察に出かける đi theo giám đốc ra ngoài thị sát. Đi theo giám đốc ra ngoài thị sát. Tuân theo mệnh lệnh. Tuân theo mệnh lệnh. Đi xuống men theo dòng chảy của con sông. ]川の流れに従って下る. đi xuống, men theo dòng chảy của con sông. トモナウ,トモナウ. Âm hán việt bạn trong bạn đời ý nghĩa đi cùng với, đi kèm cùng với. <laughs> Bố đã đi ra ngoài với anh trai. <laughs> 兄を伴って出かけた。坊 đã đi ra ngoài với anh trai。科学技術の進歩に伴って生活が簡略化する。 収入に伴った生活。cuộc sống vừa vặn với thu nhập。収入に伴った生活。cuộc sống v く a vặn với thu nhập。15. 聞く、聞く。漫画、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、喫、�

Tại buổi hòa nhạc hôm trước, em đã nghe được khúc tấu tuyệt vời của đàn vĩ cầm. sắc, Âm hán Việt liệt trong tâm thần phân liệt, ý nghĩa xé, rạch, mổ. Hăng Xé khăn tay quấn vào vết thương. Hăng xé khăn tay, quấn và vết thương. Sakana no hara o saku. Mổ bụng con cá. Sakana no hara o saku. Mổ bụng con cá. Kanojo wa koi bito ga iru hito o suki ni natte shimatta node, futari no naka o kiri saku keikaku o tatete iru. Vì yêu anh chàng đã có người yêu, nên ả đang lập kế hoạch chia rẽ hai người. Kanojo 彼女は... wa 恋人がいる人を好きになってしまったので、二人の仲を切り裂く計画を立てている。vì yêu anh chàng đã có người yêu、nên ả đang lập kế hoạch chia rẽ hai người。17、しく、しく。旨 há n v i ệ t phu ý nghĩa、trải rải xếp 新しい部屋に絨毯を敷いた。 em đã trải thảm trong phòng mới. Em đã trải thảm trong phòng mới. Rải sỏi trong vườn. Rải sỏi trong vườn. Mình xếp những viên gạch đỏ ở con đường này đi. Mình xếp những viên gạch đỏ ở con đường này đi. タク,タク. Âm Hán Việt: suy hoặc là suý. Ý nghĩa: nấu. Cơm vừa nấu chín, ngon. Cơm vừa nấu chín, ngon. よく米をといでから炊きなさい。よく米をといでから炊きなさい。かを炊く。濃茶を。19、吐く。吐く。溝、溝。溝、溝。溝、溝。溝。溝。い。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。い。溝。溝。溝。く。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝。溝�。溝�。溝���。溝�����。��。溝�������� おい、ふんら。血を吐く。飲むらまお血を吐く。飲むらま船によって吐いてしまった。エムダおい、ヴィサイタウ。船によって吐いてしまった。食中毒になると、吐いたり下痢をしたりするのが普通だ。 Khi ngộ độc thực phẩm thì thường sẽ bị nôn mửa, tiêu chảy. 食中毒になると吐いたり下痢をしたりするのが普通だ。Khi <laughs> ngộ độc thực phẩm thì thường sẽ bị nôn mửa, tiêu chảy. Dốc tài khíội đê tùy hồn nhiên ở hếtしまった. Nhớ huyên nên em đã lỡ nói thật lòng mình. Dốc tài khíội đê tùy hồn nhiên ở hếtしまった. Nó hơi men nên em đã lỡ nói thật lòng mình. Nijū haku haku Âm Hán Việt: lý, ý nghĩa, mang. 彼女がヒールの靴を履く. Cô ấy mang giày cao gót. 彼女がヒールの靴を履く. Cô ấy mang giày cao gót. 雨で靴下が濡れてしまったので

Giày đang mang hàng ngày là dành cho trẻ tập đi nên chẳng phải kích cỡ dần dần không còn phù hợp sao? Giày đan đan dà đang mang hàng ngày là dành cho trẻ tập đi nên chẳng phải kích cỡ dần dần không còn phù hợp sao? 21 hiku, hiku. Âm hán Việt Đạn trong lụ đạn còn có một âm nữa là đàn. Ý nghĩa là đàn. Sử lưu đạn. Lụ đạn cầm tay. Sử lưu đạn. Lụ đạn cầm tay. Bồ đàn gà rà Kính chống đạn. Bồ đàn gà rà Kính chống đạn. Anh em là người thích đàn bìa nô. Chị gái chơi đàn piano giỏi. 姉は、上手にピアノを弾く。姉 chơi 弾ピアノぞい。22. 描く、描く。溜飯岳、ミュウ、trong ミュウタ、ý nghĩa、妾。美しい風景を描く。妾 cảnh デプ。美しい風景を描く。妾 cảnh デプ。 昔から将来の自分の理想を心に描いていたが、なかなか思い浮かべていたものにはなれない。Rồi, i, 昔から将来の自分の理想を心に描いていたが、なかなか思い浮かべていたものにはなれない。 em đã vẽ trong lòng hình mẫu lý tưởng của bản thân trong tương lai nhưng mãi mà em vẫn không thể trở thành người như em đã nghĩ trong đầu em muốn thử vẽ những con phố ở nông thôn như là những cánh đồng bất tận hoặc bầu trời xanh không một gợn mây Em muốn thử vẽ những con phố ở nông thôn như là những cánh đồng bất tận hoặc bầu trời xanh không một gợn mây. Chúng ta, ai ai cũng có ước mơ xây dựng gia đình hạnh phúc. Chúng ta, ai ai cũng ước mơ xây dựng gia đình hạnh phúc. 女子はウェディングドレスに夢を描く。女子はウェディングドレスに夢を描く。23. 乾く、乾く。溜まん việc、khác、trong khác 貌、ý nghĩa、khác、khát khao。熱くて喉が乾いた。

chiếc thuyền phá tảng băng rồi băng qua đại dương giữa mùa đông cô chiếc thuyền phá tảng băng rồi băng qua đại dương giữa mùa đông và骨を砕かれても攻撃をやめようとはしなかった その võ sĩ quyền anh đó dù bị đắm gãy xương hàm vẫn không ngừng tấn công そのボクサーは顎の骨を砕かれても攻撃をやめようとしなかった đó, m, 片思いの女性をデートに誘おうと心を砕いている片思いの女性をデートに誘おうと Anh đang nghĩ trăm phương ngàn kế để đủ cô gái mình yêu đơn phương đi hẹn hò. Chàng trai làm đủ mọi cách để người yêu được hạnh phúc khi hẹn hò. Chàng trai làm đủ mọi cách để người yêu được hạnh phúc khi hẹn hò. 敵の野望を砕くだく。「だったんたんぼうんこをけいとう」。「だったんたんぼうんこをけいとう」。25。響く響く。「音ん việc」「響コツコツとあしが響く。「ティン」「ぶっちゅコツコツと足音が響く、um。 Tiếng bước chân vang đều đều. このホールは音が響いていない。Hội trường này âm thanh không vang. Hỏi trường này âm thanh không vang. Lời nói đó đã chạm đến trái tim tôi.

Cô ấy biết sự quyến rũ cũng như lời nói của mình đã lay động con tim anh ấy mạnh mẽ đến nhường nào. 26,輝く,輝く. Âm Hán Việt Huy trong huy hoàng, ý nghĩa sáng ngời lung linh, rạng rỡ, lấp lánh. ]月が明るく輝いている. Trăng sáng lung linh. ]月が明るく輝いている. Trăng sáng lung linh. 湖の表面が日の光で輝いていた。湖の表面が日の光で輝いていた。絶望に目の輝きが失われる。R r 絶望に目の輝きが失われる。 Ánh mắt rạng rỡ không còn bởi sự tuyệt vọng. Gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc. Gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc. 27. Nugu. Nugu. Âm hán Việt thoát trong ve sầu thoát xác ý nghĩa cởi lột. Hebi ga kawa nugu. Rắn lột xác.

Em giải được câu này không nhỉ? Khó quá anh đầu hàng rồi đó. Kasumi-chan, kono mondai tokeru kana? Boku wa muzukashikute kabuto o nui da yo. Kasumi ơi, em giải được câu này không nhỉ? Khó quá anh đầu hàng rồi đó. Dore dore. Ừm, um, tashika ni muzukashi wa ne. Watashi mo kabuto o nugazaru o e nai wa ne. Đâu đâu câu nào? Ừm, Đúng là khó thiệt ha, em cũng đành đầu hàng thôi. Tōre tōre. Ừm. Tashikani muzukashii wa ne. Watashi mo kabuto o nugazaru o enai wa ne. Đâu đâu câu nào? Ừm, đúng là khó thiệt ha. Em cũng đành đầu hàng thôi. 28. Kaseru. Kaseru. Âm Hán Việt: giá, trong suất giá. Ý nghĩa: làm việc chăm chỉ, kiếm tiền. Anh ấy làm việc bất chấp sức khỏe. Anh ấy làm việc bất chấp sức khỏe. 1日 3万円 Kiếm 30.000 yên một ngày không dễ. 1日に 3万円 稼ぐのは kiếm 30.000 yên một ngày không dễ. Kare wa arubaito o shite gacchiri kasei da. Anh ấy làm bán thời gian kiếm được bộn tiền. Kare wa arubaito o shite gacchiri kasei da. Anh ấy làm bán thời gian kiếm được bộn tiền. 29 Sawagu Sawagu Âm Hán Việt: tao, ý nghĩa: xì xào, nhóm nháo, ồn ào. 事故があったらしく、外で人が騒いでいる。Ạn, 事故らあいたらしく外で人がしく騒がいでいる ạn, bên người đang つまらないことで、ぎょうぎょうしく騒がないでください。V v thôi, つまらないことで Ghiêu Chỉ là chuyện vặt vảnh thôi, đừng có xì xào phóng đại lên. Không có liên lạc từ anh ấy, thấy lòng bất an sao sao á. 彼から連絡がないので、なんとなく心が騒ぐ。Không có liên lạc từ anh ấy, thấy lòng bất an sao sao á. 30. サスサス âm hán việt sáp ý nghĩa cài cắm gim dù đã cắm chìa khóa nhà rồi nhưng cửa không mở sau khi xem lại thì ra là em đã cắm nhầm chìa dù đã cắm chìa khóa nhà rồi nhưng cửa không mở. Sau khi xem lại thì ra là em đã cấm nhầm chìa. Vừa nghĩ sao không nghe được nhạc thì nhận ra là đã quên ghim tai nghe. Vừa nghĩ sao không nghe được nhạc thì nhận ra là đã quên ghim tai nghe. Kirei na hana cài đó hoa xinh xắn lên tóc. cài đó hoa xinh xắn lên tóc. 31. Âm hán việt trí trong đánh một đoàn trí mạng ý nghĩa khiêm nhường ngữ của động từ xưa được. Công việc này em sẽ làm.

Kuzusu. Âm hán Việt, băng trong băng hoại, ý nghĩa phá vỡ, làm hỏng hoặc là đổi tiền chẳng thành tiền lẻ. Nami ga suna no shiro wo kuzushita. Con sóng đã phá tan lâu đài cát. Nami ga suna no shiro wo kuzushita. Con sóng đã phá tan lâu đài cát. Yama o kuzushite jūtakuchi ni suru. Phá núi để làm khu dân cư. Yama o kuzushite

イーマン、ヒップイヨー、イーギア、ヒューザー、ディヨア。強盗がピストルを手に金を出せと脅かした。銀行強盗がピストルを手に金を出せと脅かした。P, 銀行強盗がピストルを手に金を出せと脅かした。P, その男は金を出さないと殴るぞと言って私を脅かした。 その男は金を出さないと殴るぞと言って私を脅かした đó, em, 母は宿題をしないと iPad は募集すると脅かした母は宿題をしないと iPad は募集すると脅かした

友達が励ましてくれた。失恋した友達を励ますために飲み会を開いた。彼を励ますのに何と言えばいいのかわからない。 Em không biết nên nói gì để động viên anh ấy. Em không biết nên nói gì để động viên anh ấy. 35.繰り返す Âm hán Việt Tào hoặc là tao Phản trong phản xạ Ý nghĩa lặp lại Đừng lặp lại những lỗi lầm tương tự

36. Utsu. Utsu. âm hán việt kích trong công kích ý nghĩa bắn. Ở đây là Không được săn bắn động vật tại đây. Không được săn bắn động vật tại đây. Ở đây là động vật. Không được săn bắn động vật tại đây. ]止まらないと打つぞ. Mày không đứng lại là tao bắn đấy. ]止まらないと打つぞ. Mày không đứng lại là tao bắn đấy. 37 Utsu Utsu Âm thanh Việt, thảo trong thảo phạt, ý nghĩa tấn công, trả thù. Utsuka utareru ka no tatakai o suru. Chiến đấu với tư thế tấn công hoặc là bị tấn công. Utsuka utareru ka no tatakai o suru. Chiến đấu với tư thế tấn công hoặc là bị tấn công. 38 Tobu Tobu Âm thanh Việt, khiêu trong khiêu vũ ý nghĩa nhảy chúng ta thi xem ai có thể nhảy cao nhất đi chúng ta thi xem ai có thể nhảy cao nhất đi, đi. dáng nhảy lon ton của con thỏ đáng yêu có thể nhìn hoài không chán ウサギがぴょんぴょん飛ぶ姿はかわいくてずっと見ていられる nhảy lon ton của con thỏ đáng yêu có thể nhìn hoài không chán 39.組,組. âm hán việt trước ý nghĩa rót chuốt uống múc hoặc là suy đoán rót rượu cho nhau với bạn cũ 古い友と酒を組み交わす。私の気持ちも組んでください。私の気持ちも組んでください。相手の意向を組む必要がある。相手の意向をくむ必要がある。 40 sumu sumu âm Hán Việt trừng trong thanh trừng ý nghĩa trong lành trong vắt trong veo Hít thở không khí trong lành thân tâm đều sảng khoái Hít thở không khí trong lành thân tâm đều sảng khoái Hít thở không khí trong lành thân tâm đều sảng khoái Sương đã thủy diện ga つきをうしていた。まくぬくちょんヴェオすんだ水面がつきをうしていた。まくこんばんは、空がすんでいる。でんないぼいちょんこんばんは、空がすんでいる。でんないぼうちょいちょは、耳をすませた。Em đã tai 私は、 耳をすませた。非常だらんたいね。にたくさんの星がすんだ夜空に輝いていた。非常にたくさんの星がすんだ夜空に輝いていた。四十一。ふむ、ふむ。さんのほしがいいた。ふむふむ。 dẫm đạp. Bọn trẻ dẫm nát những đóa hoa. Bọn trẻ dẫm nát những đóa hoa. Đó hoa. Lời bài hát này được gieo vần thật tinh tế. Cô đồng Lời bài hát này được gieo vần thật tinh tế.

hận, căm giận, căm thù. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nỗi hận anh ấy vẫn không thể xóa nhòa, em đang day dứt không biết nên làm gì. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nỗi hận anh ấy vẫn không thể xóa nhòa, Em đang dây dứt không biết nên làm gì. Căm thù ai đó chỉ khiến mình đau khổ nên em đã quyết định quên đi quá khứ sống một cuộc đời mới. Căm thù ai đó chỉ khiến mình đau khổ nên em đã quyết định quên đi quá khứ, sống một cuộc đời mới. 43 chỉm chỉm âm Hán Việt: súc, trong súc tích. Ý nghĩa: co rút. 洗濯したら服が縮んだ. Lộ đã bị co rút sau khi giặt. 洗濯したら服が縮んだ. Lộ đã bị co rút sau khi giặt. 彼は彼女のために Kareは過労のために... Anh ấy đã bị giảm tuổi thọ vì lao lực. Anh ấy đã bị giảm tuổi thọ vì lao lực. Lo lắng sẽ làm giảm tuổi thọ. Lo lắng, lắng sẽ làm giảm tuổi thọ. 44. Kuyamu. kuyamu. Âm hán Việt, hối trong hối hận, ý nghĩa hối tiếc, ân hận, dằn vặt. Ga, Dù đã cố gắng nhưng không cứu được làm họ bị dằn vặt. Ga, Dù đã cố gắng nhưng không cứu được làm họ bị dằn vặt. 嘘をついたことを悔やむ. Hối hận vì đã nói dối. Hối <laughs> hận vì đã nói dối. Sugisatta koto o shikata Dù có dằn vặt về chuyện đã qua cũng đâu làm được gì. <laughs> Dù có dằn vặt về chuyện đã qua cũng đâu làm được gì. Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. 45. Phục Âm hán Việt, bành, trong bành trướng, ý nghĩa, trương phình, nở ra, phình to. Những nụ hoa anh đào đã bắt đầu hé nở. Những nụ hoa anh đào đã bắt đầu hé nở. 桜が咲き始めると、もうすぐ新学期だなって、期待で胸が膨らむよね。らががき始めるともうすぐ新学期期だな、って期待で胸が膨らむよねお年玉袋が、

1軽軽 âm karu. Karu. Um, Hán Việt ngải ý nghĩa cắt彼女は犬の毛を月に1回軽 cô ấy chó mỗi tháng một lần 彼女は犬の毛を月に1回軽 cô ấy chó mỗi tháng một lần 自分でまいた種は自分で軽っ tự gieo tự dọn. tự gieo tự dọn. nó bị tạ cỏ cắt em đã cắt những cọng cỏ nhú ra. nó bị cỏ cắt em đã cắt những cọng cỏ nhú ra. ni tsuru tsuru. âm hán việt điếu trong thu điếu ý nghĩa câu cá. kino kawa ni

Bạn có đang yêu kiểu đàn ông tán tỉnh được rồi là không còn quan tâm quà cáp gì nữa không? Evidential. Nghĩa đen là câu cá tráp bằng tôm, nó tương tự như câu thả con săn sắt bắt con cá rô. Evidential. Nghĩa đen là câu cá tráp bằng tôm, nó tương tự như câu thả con săn sắt bắt con cá rô. San. Toru. Toru. アンハン việt トワーク、イーニエ、チュプハン、ホッラ、バイ、ビデオ。家族全員で写真を撮った。撮影中家族全員で写真を撮った。撮京都で映画を撮っています。4、ふる。 âm hán việt chấn trong chấn động ý nghĩa vẫy lắc rắc inu bé chó vẫy đuôi inu shippo bé chó vẫy đuôi shio rắc muối shio rắc muối teo vẫy tay tạm biệt bạn 手を振って友達ともだちとわかれたあたを横に振る頭を縦に振る頭を縦に振るがっどうあたまをたてにふるがっどうた田中さんは彼女を振りました。 Anh Tanaka đã chia tay bạn gái. 突然彼女に振られた. Đột nhiên bị bạn gái đá. 突然彼女に振られた. Đột nhiên bị bạn gái đá. Go, hòu, hòu. Âm hán việt quật trong khai quật ý nghĩa đào bới. Đào đường, đào đường hầm. Đào đường hầm. Y đồ

việc nói cho người mồm miệng bếp xếp như anh ấy biết kế hoạch thì chẳng khác gì tự đào hố chôn mình lúc đang định lắp liếm sự dối trá thì nó lại trở thành những lời ngụy biện đầy mâu thuẫn rốt cuộc là tự đào hố chôn mình luôn Lúc đang định lấp liếm sự dối trá thì nó lại trở thành những lời ngụy biện đầy mâu thuẫn, rốt cuộc là tự đào hố cho mình luôn. Đọc, hồ Âm hán Việt, điêu trong điêu khắc, ý nghĩa khắc, chạm. Kết con wa ni, no namae wo Em đã nhờ người ta khắc tên hai đứa vào nhẫn cưới. Kết con Em đã nhờ người ta khắc tên hai đứa vào nhẫn cưới. Bokhi ni namae o horu. Khắc tên lên bi mộ. Bokhi ni namae o horu. Khắc tên lên bi mộ. Nana. Moru. Moru. Âm hán Việt thịnh trong phồn thịnh, ý nghĩa bày, xếp, bới. Sara ni kisetsu no kudamono o moru

Cuộc họp kéo dài đến tận khuya. Khai 会議は深夜に至るまで続いた。Cuộc họp kéo dài đến tận khuya. Músco ga ie o deta mama ima ni itaru made renraku ga nai. Con trai bỏ nhà đi đến bây giờ vẫn không có liên lạc. Músco ga ie o deta mama ima ni itaru made renraku ga nai. Con trai bỏ nhà đi đến bây giờ vẫn không có liên lạc. 警察はその殺人犯を追っていたるところを捜索した。彼の部屋は壁のいたるところに結婚式で撮った写真が飾ってある。 Trong phòng anh ấy, những tấm hình chụp trong lễ cưới được trang trí khắp các bức tường. Đó, ngoài, trong phòng anh ấy, những tấm hình chụp trong lễ cưới được trang trí khắp các bức tường. Kiu, otoru, otoru. Âm hán Việt, liệt, trong tê liệt, ý nghĩa, thua, kém, tệ. Cô kikai wa 毎ねえ tính năng 兼ソーヴェイマイこの機械は新しいのと比べて性能が劣る này, m,、so、với mới. 彼の学業成績は平均よりずっと劣っている。彼の学業成績は キンヨリツトートテイル。タンテッホパコアンアイ、ケムハンカムクチュンブン。Konojoa, エゴデワ、クラスノダレニモトラナイ。Koei, ホントーケンバッキーアイ、トムロティンアン。Konojoa, エゴデワ、クラスノダレニモトラナイ。Koei, ホントーケンバッキーアイ、トムロティンアン。Jew, カザルュ、カザルュ。Am ハンウィーク。 sức trong trang sức ý nghĩa trang trí party Vì có tiệc nên em đã trang trí hoa trong phòng Party Vì có tiệc nên em đã trang trí hoa trong phòng その Vương miện đó được trang trí lộng lẫy bằng kim cương その王冠はダイヤモンドで美しく飾られている đó được tr tr kim 将来は空手の世界大会で優勝し故郷に錦を飾りたいんだ来 h h 将来は空手の世界大会で優勝し故郷に錦を飾りたいんだ。 tương lai em muốn làm rạng danh quê hương bằng chức vô địch giải karate thế giới 11. Kusaru. Kusaru. âm hán việt hủ trong cổ hủ ý nghĩa ương thối hư thúi Tô de, ga đầu ngón tay hoại tử vì bỏng lạnh Tô show de, ga đầu ngón tay hoại tử vì bỏng lạnh

bào, giảm hoặc loại ra. Em bít o kê zuru. bút chì. Em bít o kê zuru. bút chì. Chính nhìn o kê Cắt giảm nhân viên. Chính nhìn o kê Cắt giảm nhân viên. Mẹ bố kara, nàm o kê Loại tên khỏi danh sách. Mẹ bố kara, nàm o kê loại tên khỏi danh sách. 13. shigeru. Shigeru. Âm Hán Việt: mậu, trong mậu tí, mậu Tuất mậu dần, ý nghĩa: xum xuê, um tùm, rậm rạp. No yama wa, ga ita. Những ngọn núi hoang dã mùa hè cây cỏ mọc um tùm. No yama wa, ga ita. Những ngọn núi hoang dã mùa hè cây cỏ mọc um tùm. おいしげる木々の、間から、コモれ日が見えたその家は熱帯の果物や植物がおいしげる素敵な庭いにから、れていたその家は 熱帯の果物や植物が生い茂るすてきな庭園に囲まれていた ngôi nhà đó được bao bọc bởi khu vườn tuyệt vời sum suê thực vật và cây ăn trái nhiệt đới 14 sbir âm hán việt phượt phọc ý nghĩa trói buộc ضろ trói tên trộm bằng dây thừng Trói tên trộm bằng dây thần. Băng vết thương. Băng vết thương. Ni Bị thời gian trói buộc. Ni Bị thời gian trói buộc. Jugo. Shiboru. Shiboru. Âm hán Việt Giảo trong giảo hình là một hình thức thắt cổ tội nhân thời cổ đại, ý nghĩa vắt, thắt chặt. Dẻ lao hãy vắt kỹ rồi xài. Dẻ lao hãy vắt kỹ rồi xài.

昨日近所のおじさんが戦争中の話をしてくれたんだけれどもとても辛く悲しい話で話しているおじいさんも聞いている僕も袖を絞ったんだよ。滑滑るる Hoặc, ý nghĩa trượt tuột đường trơn trượt khó đi Đoồn đường trơn trượt khó đi Đoồn đường trơn trượt khó đi bananaの皮で滑った no trượt vỏ chuối bananaの皮で滑った no trượt vỏ chuối trượt cầu tuột cầu trượt trượt cầu tuột cầu trượt 子どもたちは木から滑り降りた。子どもたちは木から滑り降りた。うっかり口が滑って、友達の秘密を漏らしてしまった。うっかり口が滑って、友達の秘密を漏らしてしまった。 17迫る迫る âm hán việt bách trong cấp bách ý nghĩa gần kề gần sát kề cận thúc giục hối thúc <laughs> Tuy là chỉ chấp nói lại những gì cô ấy đã trải qua, nhưng đó là bài văn gây xúc động mạnh mẽ。

nguy cơ đối mặt với lũ lụt. Nguy cơ đối mặt với lũ lụt. Anh ấy thúc giục vợ cũ nói lại tình xưa. Anh ấy thúc giục vợ cũ nói lại tình xưa. 18. Tamaru. Tamaru. Âm hán Việt mặt trong trầm mặt, ý nghĩa im lặng. Kare wa henji mo sezu damatta mama datta. Anh ấy cũng chẳng ừ hử gì, cứ im lặng suốt. Kare wa henji mo sezu damatta mama datta. Anh ấy cũng chẳng ừ hử gì, cứ im lặng suốt. Sono koto wa kare ni wa damatte ite kudasai. Chuyện đó thì đừng nói với anh ấy. Sono koto wa カレニワダマテイテクダサイ。ジュインダーティーデンノイベアナイ。オクサンニニラマレテ、カレワダマテシマタ。ビーバーローム、ナンアナイインテンテ彼はレワ、コーナーモーソレテ、ダマテイタ。アナイインラン、ウィシャーラク彼は、ウウェイサウ。カレワ。

cô ấy đã tát vô má của anh ấy. Cô ấy nổi điên, đánh tên trộm chó té sắp mặt. Cô ấy nổi điên, đánh tên trộm chó té sắp mặt. mặt. Anh ấy đã đấm vô mặt tên trộm. 彼は泥棒の顔をげんこつで殴った私はあいつを殴ってやりたかったんだがなんとか踏みとどまった私はあいつを殴ってやりたかったんだがなんとか踏みとどまった。二十。 握る、握る。ニギドゥアンハンウィッグアップイ子供はナムの手をしっかりと握りたっ握たっ。シカはトニギタドゥテェーナムチャタイメーコドモワハウヤノテオシカリトニギタドゥテェーナムチャタイメーカレラワケンリョコウニギリタガナム

âm hán việt trọc ý nghĩa đục không trong sau trận mưa lớn nước sông sẽ đục sau trận mưa lớn nước sông sẽ đục ta koe giọng khàn đục ta koe giọng khang đục Trái tim trong sáng không hề vấy bẩn. Trái tim trong sáng không hề vấy bẩn. 22. Mê gư Âm hán Việt tuần trong tuần hoàng. Ý nghĩa vòng quanh, xoay quanh. Cán cố mê sô ni Đi phượt vòng quanh những danh lam thắng cảnh. Cán ni đi phượt vòng quanh những danh lam thắng cảnh. Meguru ga Nhân quả tuần hoàn. Meguru ga Nhân quả tuần hoàn. Haru ga mata megutte kuru. Mùa xuân lại đến. Haru ga mata megutte kuru. Mùa xuân lại đến. 23. Moguru. Moguru. Âm Hán Việt tìm trong tìm ẩn ý nghĩa lặn, chui Úme ni mogutte kai o toru. Lặn xuống biển bắt ốc. Úme ni mogutte kai o toru. Lặn xuống biển bắt ốc. 24 Yuzuru. Yuzuru. Âm Hán Việt: nhượng, trong nhượng bộ, ý nghĩa: nhường. Konojo wa ippo mo yuzuranakatta. Cô ấy một bước cũng không nhường.

Đừng cố tình nhường em thắng. 25. AYAMARU AYAMARU Âm hán Việt tạ trong tạ tội, ý nghĩa xin lỗi. Em biết đây không phải là chuyện cứ xin lỗi là xong. Em biết đây không phải là chuyện cứ xin lỗi là xong. À, Cúi đầu xin lỗi. 頭を下げて謝るミスを挽回するのも大切ですがミスによって迷惑をかけたり不快にしてしまった相手にはすぐに謝る必要がありますミスを挽回するのも大切ですが。 Việc khắc phục lỗi lầm cũng quan trọng, nhưng chúng ta cần phải lập tức xin lỗi vì đã gây phiền phức hoặc khó chịu cho đối phương vì sai lầm của mình. 26. Kata yoru. Kata yoru. Âm hán việt Thiên trong Thiên vị ý nghĩa lệch không cân bằng phiến diện. Ăn ga không quá

Suy nghĩ của anh ấy phiến diện. Suy nghĩ của anh ấy phiến diện. 27 Suki Suki Âm Hán Việt thấu trong thấu tình đạt lý và thông trong thông suốt, ý nghĩa trong trẻo, trong suốt, trong veo. その子は透き通るような青い目をしている. Đứa bé đó có đôi mắt xanh trong veo. その子はすきとおるような青い目をしている川の水は水晶のようにすきとおっていたかわのみずはすいしょうのようにすきとおっていたに <28. S 2> るにる v i t chữ nghĩa nấu, ninh, hầm. Mẹ đang nấu khoai tây trong bếp. Mẹ đang nấu khoai, tây trong, bếp. Đang nấu khoai tây trong bếp. Hãy hầm thịt bằng lửa nhỏ khoảng một tiếng. Hãy hầm thịt bằng lửa nhỏ khoảng 1 tiếng. 29みる Âm Hán Việt: chuẩn trong trận đoán, ý nghĩa: khám. 熱があったので医者に診てもらった. Bị sốt nên em đã đi khám bác sĩ. 熱があったので医者に診てもらった. Bị sốt nên em đã đi khám bác sĩ. 30あきるあきる Âm Hán Việt: bảo trong bảo hòa. Ý nghĩa, chán ghét, chán ngấy, không còn hứng thú. Kimi no josei no hanashi wa kiki yo. Tớ nghe phát chán những câu chuyện lịch sử tình trường của cậu rồi. Kimi no josei no hanashi wa kiki yo. Tớ nghe phát chán những câu chuyện lịch sử tình trường của cậu rồi. Kare wa ni akite shimatta. Anh ấy đã chán học. Kare ni anh ấy đã chán học. 31. Ueru. Ueru. Âm hán Việt cơ trong cơ nhở, ý nghĩa đói, thiếu thốn, khao khát. Trên thế giới có rất nhiều người đang thiếu lương thực. Trên thế giới có rất nhiều người đang thiếu lương thực.

Những người khao khát tình yêu không giỏi giữ cho bản thân bình tĩnh, hệ có chuyện không vừa ý họ sẽ bùng nổ cảm xúc. 32. Fueru. Fueru. âm hán việt thật ý nghĩa sinh sôi nhiều lên tăng. Muda Sau khi bớt tiêu xài hoang phí thì tiền tiết kiệm tăng lên. 夏になると、ゴキブリが増えるので困っています。年を重ねるとともに白髪が増えたので髪の毛を染めることにしました。 Tăng theo năm tháng nên anh đã quyết định nhuộm tóc. toshio Tóc bạc tăng theo năm tháng nên anh đã quyết định nhuộm tóc. 33 tay 訴える,訴える Âm Hán Việt tố trong tố tụng, ý nghĩa: thưa, kiện, kêu thang, than thở. しきりに頭痛を訴えた患者はしきりに頭痛を訴えた患者は警察に訴えると言って私を脅した彼は警察に訴えると言って私を脅した Anh ấy đã uy hiếp tôi bằng cách nói sẽ báo cảnh sát. Cô ấy đã khởi kiện yêu cầu bọn họ bồi thường thiệt hại. Cô ấy đã khởi kiện yêu cầu bọn họ bồi thường thiệt hại. 34. Takuwaeru. Takuwaeru. Âm hán Việt, súc trong súc tích. Ý nghĩa, tích lũy, dự trữ, để dành. Phù hưu o su Đã dự trữ lượng lương thật đủ sống qua mùa đông. Phù hưu o su Đã dự trữ lượng lương thật đủ sống qua mùa đông. Chí shiki Tích lũy kiến thức. Chí shiki Tích lũy kiến thức. 子供の学費を蓄える để dành tiền đóng học phí cho con. 子供の学費を蓄える để dành tiền đóng học phí cho con. 35かけるかける âm hán việt quải ý nghĩa treo đắp phép nhân. もう一枚布団をかけてあげましょうか em đắp thêm cho anh một cái mền nha. もう一枚布団をかけてあげましょうか。 Em đắp thêm cho anh một cái mền nha. Kare no no kabe e ga atta. Trên tường trong phòng anh ấy có treo bức tranh. Kare no no kabe e ga atta. Trên tường trong phòng anh ấy có treo bức tranh. 4 ni 8 32 8 x là 4 là 32.

38「怠ける」「怠ける」「怠ける」「怠ける」「先生は生徒たちに勉強を怠けてはいけないと注意した」「先生は生徒たちに勉強を怠けてはいけないと注意した」 Giáo viên đã nhắc nhở học sinh không được sao nhãn việc học. Lười nhát suốt ngày long nhong nên bị mẹ càm ràm. Lười nhát suốt ngày long nhong nên bị mẹ càm ràm. Nếu các bạn thấy thích thì hãy đăng ký và bật chuông để không bỏ lỡ những bài học tiếp theo nhé. 39 Hãy

Nghe nói anh ấy định sẽ không về quê cho đến khi vang danh trong giới karate. 揚げ物を食べすぎると体が熱くなってニキビができます。Ăn quá nhiều đồ chiên sẽ khiến cơ thể bị nóng dễ nổi mụn. 揚げ物を食べすぎると体が熱くなってニキビができます。Ăn quá nhiều đồ chiên sẽ khiến cơ thể bị nóng dễ nổi mụn. 40焦げる焦げる

魚が真っ黒に焦げてしまった quá nên cá thôi luôn 火がたすぎて魚が真っ黒に焦げてしまったに木が倒れて通行を妨げている。 cái cây ngã trên đường đang gây cản trở giao thông. Cái cây ngã trên đường đang gây cản trở giao thông. Tiếng ồn đó làm phiền giấc ngủ của em. Tiếng ồn đó làm phiền giấc ngủ của em.

車に荷物を載せる。インターネットのニュースに載せる記事を今書いています。インターネットのニュースに載せる記事を今書いています。いいます新聞に会社の広告を載せる。 đăng quảng cáo của công ty lên báo ni no Đăng quảng cáo của công ty lên báo 43 Awateru, awateru. Âm Hán Việt hoảng trong hoảng hốt, ý nghĩa luống cuốn, vội vàng, lúng túng. Nebō shite awatete iki made mukatta ga sudeni hassha shite ita do ngủ nướng nên vừa vội vàng chạy đến nhà ga nhưng tàu đã đi rồi. do ngủ nướng nên vừa vội vàng chạy đến nhà ga nhưng tàu đã đi rồi. Hút hoảng vì mất ví. hút hoảng vì mất ví. <laughs> Awatete hashita. Vì sắp trễ giờ nên em đã vội vàng chạy. Chikan ni okure Vì sắp trễ giờ nên em đã vội vàng chạy. 44. Hedateru. Hedateru. Âm hán Việt cách trong cách ly, ý nghĩa cách ngăn cách. Kawa 2 tsu no Con sông đang ngăn cách hai đất nước. 川が二つの国を隔てている。Con s 生と死を隔てる敷居をまたいでしまった。生と死を隔てる敷居をまたいでしまった。M. 厚い壁のように手に触れそうな沈黙が二人を。 Sự im lặng tưởng chừng như có thể chạm được như một bức tường kiên cố đang đẩy hai người xa nhau như những người xa lạ. Sự im lặng tưởng chừng như có thể chạm được như một bức tường kiên cố đang đẩy hai người xa nhau như những người xa lạ. 人の心と人の心を隔てる距離のように。 数字で測ることのできない距離。人の心と人の心を隔てる距離のように、数字で測ることのできない距離。45. 隔てる。隔てる。音訳紋。紋織。

Âm hán Việt kim trong kim nhiệm, ý nghĩa kim vừa là vừa là. Phòng này vừa là phòng ăn vừa là phòng khách. Phòng này vừa là phòng ăn vừa là phòng khách. Anh ấy đã kim luôn huấn luyện viên trong một thời gian. Anh ấy đã kiêm luôn huấn luyện viên trong một thời gian. 47,跳ねる,跳ねる. Âm hán việt khiêu trong khiêu vũ, ý nghĩa nhảy văn 水面に魚が跳ねる cá nhảy lên mặt nước. mặt nước cá nhảy lên mặt nước. スミガ、パチパチとハネル。タンノーラッタ。スミがパチパチとハネル。タンノーラッタ。オドロイタウマガハネル。コングーホーホワンヤイレン。オドロ跳ねる。マガハネル。コングーホーホワンヤイレン。アゲモノ揚げ物の油が目に跳ねる。オティンバンワウマッ。ア揚げ物の油が目に跳ねる。ネル。ヤオティンバンワウマッ。油48 Tazuneru Tazuneru Âm hán Việt tầm trong tầm sư học đạo ý nghĩa hỏi, tìm Hà hà o tazunete tabi ni deru Lên đường tìm mẹ Hà hà o tazunete tabi ni deru Lên đường tìm mẹ Hanare banare ni natta imouto o tazunete kita ni mukatta Em đã hướng về phía bắc đi tìm người em bị thất lạc 離れ離れになった妹を訪ねて北に向かった「先生に分からないところを訪ねた」「先生に分からないところを訪ねた」ねた「49」「閉める閉める」音 Việt「で ý シータッ黒いベルトを締めるとスマートに見える。んんんんんんんネジを締めるのでドライバーを持ってきてください。い lại đây em con ネジを締めるのでドライバーを持ってきてください。 lấy tôi vít lại đây để em xét con ốc 50,攻める,攻める. âm hán Việt công trong công kích ý nghĩa tấn công đánh vào đã thắng trận đấu bằng cách tấn công vào nhược điểm của đối phương đã thắng trận đấu bằng cách tấn công vào nhược điểm của đối phương Họ đã tấn công kẻ địch bằng cách ẩn mình trong bóng đêm Họ đã tấn công kẻ địch bằng cách ẩn mình trong bóng đêm, trong bóng đêm. 51. Hòmer. Hòmer. Âm Hán Việt bao ý nghĩa tán dương, khen, ca ngợi, khen ngợi

Osameru. Osameru. âm hán Việt nạp trong kết nạp. Ý nghĩa nộp, đóng, trả, cất. Cất kỹ vật của ba vào két sắt. Cất kỹ vật của ba vào két sắt. sắt. Cuối cùng anh ấy cũng được bổ nhiệm vào ghế hiệu trưởng. 結局、彼は校長の椅子に収まった。税金を納める。税金を納める。納税金を納める。税金を納める。小じ進める、進める。リフレッシュのために旅行へ行くことを進める。 Khuyên đi du lịch để lấy lại tinh thần. Khuyên đi du lịch để lấy lại tinh thần. ]辞任を進める. Khuyên tự chức. ]辞任を進める. Khuyên từ chức. Em đã mua sản phẩm mới sau khi được nhân viên giới thiệu. Em đã mua sản phẩm mới sau khi được nhân viên giới thiệu. 54, nàngめる, nàngめる. Âm Hán Việt: Diễu, Thiếu. Ý nghĩa: nhìn, ngắm. Nhìn những ngọn núi phía xa xa.

Mỗi lần nhìn vào đôi chân này, anh ấy thấy xót xa không nói nên lời. 55. Nagusameru. Nagusameru. Âm hán Việt, úy, ủy, ủy, ý nghĩa, so dịu, làm dịu, làm vơi đi, an ủi. Anh ấy đã cố gắng làm mẹ vui lòng. Kare 一生懸命に母親を慰めようとした。彼女の悲しみをめた。彼女の悲しみを慰めた。音楽は人の心を慰める。音楽は人の心を慰める。 âm nhạc xoa dịu tâm hồn con người. 56 Yureru Âm hãm Việt Giao trong dao động Ý nghĩa lay động Lung lay Đung đưa Lắc lư Kaaten ga Kaze ni fuwari to yureta Tấm rèm khẽ đung đưa theo gió Kaaten ga Kaze ni fuwari to yureta Tấm rèm khẽ đung đưa theo gió Michi ga Kuruma wa

]地面が揺れる. Mặt đất rung lắc mỗi khi tàu chạy qua Mặt đất rung lắc mỗi khi tàu chạy qua Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật sao không cực Hôm nay mình sẽ học trong bài 3 ô, ô. Âm hán Việt là phụ trong tự phụ Thì mình thường hay có câu tự phụ bất phàm có nghĩa là cậy tài khinh người Ý nghĩa Mang, vác, chịu, nhận. của Mang ba lô trên lưng. Đức của Mang ba lô trên lưng. Seきにんをおう. Chịu trách nhiệm. Seきにんをおう. Chịu trách nhiệm. Bắt người khác chịu tội. Bắt người khác chịu tội. mạo mẫu âm hán việt là vũ trong vũ điệu ý nghĩa nghĩa thứ nhất có nghĩa là tung tóe nghĩa thứ hai có nghĩa là nhảy múa sakura no hana ga haru ni midareru you ni utsukushiku mau những cánh hoa anh đào nhảy múa uyển chuyển như thể chúng bị gió xuân làm cho sao xuyến. Sakura no hana bira ga haru kaze ni midareru you ni utsukushiku mau. Những cánh hoa anh đào nhảy múa uyển chuyển như thể chúng bị gió xuân làm cho sao xuyến. Chira chira yuki ga mau. Tuyết lất phất rơi. Chira chira yuki ga mau. Tuyết lất phất rơi. Kisou. Kisou. Âm hán Việt là cạnh trong cạnh tranh, ý nghĩa là cạnh tranh thi đấu. Wazao kisou. Thi đấu kỹ thuật. Wazao kisou thi đấu kỹ thuật. Đua tốc độ xe. Đua tốc độ xe. Môn thể thao cạnh tranh độ nhanh nhạy. Môn thể thao cạnh tranh độ nhanh nhạy. Độ nhanh nhạy. Âm hán Việt, đảm, trong đảm đương, ý nghĩa, Thứ nhất là mang vác, nghĩa thứ hai đó là gánh vác hoặc là phụ trách. Vác đồ trên vai. Vác đồ trên vai. Vác đồ trên vai. Gánh vác thời đại kế tiếp. Gánh vác thời đại kế tiếp. Vác thánh giá. <laughs> vác thánh giá <cười> <cười> âm hán việt dưỡng trong dưỡng dục ý nghĩa là nuôi nấng nuôi dưỡng <laughs> thay cho bố bị bệnh mẹ đã nuôi cả nhà <laughs> thay cho bố bị bệnh mẹ đã nuôi cả nhà âm Hán Việt là tổn trong tổn hại ý nghĩa thứ nhất là làm hỏng nghĩa thứ hai đó là phá hoại hoặc là làm tổn thương chúng ta đừng làm anh ấy mất hứng chúng ta đừng làm anh ấy mất hứng Nếu lỡ thất bại em cũng đừng bận tâm nếu lỡ thất bại em cũng đừng bận tâm. anh ấy sức khỏe giảm sút do làm việc quá sức. anh ấy sức khỏe giảm sút do làm việc quá sức. tòa tháp này làm mất đi vẻ đẹp của công viên. Tòa tháp này làm mất đi vẻ đẹp của công viên. Hajirau. Hajirau. Âm hán Việt là sĩ, trong liêm sĩ, nghĩa là an thẹn, ngại ngùng, xấu hổ, mắc cỡ. Bạn gái tớ xinh đẹp đến độ hoa cũng phải nhường. Bạn gái tớ xinh đẹp đến hoa cũng phải nhường. Bạn gái tớ xinh đẹp đến độ hoa cũng phải nhúng nhúng nhường. Kết hôn o mô sĩ cô hajirai nagara unazuita. sư mê hoa chí đầy nà gà Khi được hỏi cưới, con gái tôi e thẹn gật đầu. Kết hôn o mô sĩ cô hajirai nagara unazuita. sư mê hoa chí đầy nà gà Khi được hỏi cưới, con gái tôi e thẹn gật đầu. Mi hạ cà rau, mi hạ cà Âm hán Việt là kiến trong diễn kiến và chữ kế trong kế toán. Ý nghĩa là nhắm chừng, ước lượng hoặc là canh. Canh lúc cô ấy tan ca, lái xe đi đón. Canh lúc cô ấy tan ca, lái xe đi đón. Vì sáng bị bố mắng nên canh lúc bố đi ra ngoài vọt về nhà. Vì sáng bị bố mắng nên canh lúc bố đi ra ngoài vọt về nhà. トク,トク. Âm hán Việt thuyết trong thuyết Pháp ý nghĩa là rao giảng, giảng giải, tuyên truyền thuyết pháp bồ tục thuyết pháp nó tục thực hiện hãy thực hiện những điều bạn rao giảng đi nó tục thực hiện hãy thực hiện những điều bạn rao giảng đi ký âm hán Việt trúc trong kiến trúc ý nghĩa là xây dựng xây dựng gia đình hạnh phúc xây dựng gia đình hạnh phúc với xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người vớihen xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người siro xây, xây lâu đài siro xây lâu đài Tê bô kizuku Say bờ kè Say bờ kè Somuku Âm hán việt bội trong phản bội Một âm nữa là bối trong bối cảnh Ý nghĩa Quay lưng, phản kháng, chống đối, chống cự, làm ngược lại Musuko meika no nani somuka no hito ni natte moraitai Mong con trai trở thành người không làm xấu thanh danh của gia đình. <laughs> Mong con trai trở thành người không làm xấu thanh danh của gia đình. <laughs> Anh trai chống đối bố mẹ và lao ra khỏi nhà. <laughs> Anh trai chống đối bố mẹ và lao ra khỏi nhà em sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ em sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ âm hán Việt đạo trong chỉ đạo ý nghĩa hướng dẫn chỉ dẫn dạy dỗ dẫn đường dẫn khách đến chỗ ngồi, dẫn khách đến chỗ ngồi dạy dỗ học trò dạy dỗ học trò được thần linh dẫn lối được thần linh dẫn lối, lối Ma trời được cho là người dẫn dắt con người đến vận mệnh. Ma trời được cho là người dẫn dắt con người đến vận mệnh. ]つぐ,つぐ. âm hán việt tiếp trong tiếp nói tiếp theo ý nghĩa gắn nói. em nhà Anh em nhà đó không hợp nhau như chó với mèo ha. Anh em nhà đó không hợp nhau như chó với mèo

đã nói lại xương của chân bị gãy đã nói lại xương của chân bị gãy, chân bị gãy. Togu. Togu. âm hán việt nghiêng trong nghiêng mực hoặc là nghiêng trong nghiên cứu ý nghĩa mài vo đánh bóng trao dồi rèn dũa mài dao cạo bằng da mài

đánh bóng kính âm hán việt đảm trong đảm đương ý nghĩa mang vác hoặc là đề bạc yamada san o shachou ni katsugu đề bạc anh yamada lên vị trí giám đốc yamada san o shachou ni katsugu đề bạc anh yamada lên vị trí giám đốc tepo katsugu vác súng Vác súng. Vác hành lý trên vai. Vác hành lý trên vai. Mes. Mes. Âm hám việt triệu trong triệu tập. Ý nghĩa. Đây là cách nói trang trọng của kêu gọi hoặc là đặt hàng. Và đồng thời nó cũng là kính ngữ của những động từ ăn, uống, mặc.

Shirusu <_diculance> âm hán việt ký trong ký ức ý nghĩa ghi chép ghi nhớ khắc ghi ghi lại <_diculance> ghi lịch trình vào sổ tay <_diculance> ghi lịch trình vào sổ tay <_diculance> em sẽ khắc ghi hạnh phúc hôm nay vào lòng <_diculance> Em sẽ khắc ghi hạnh phúc hôm nay vào lòng. Nogasu Nogasu Âm hán việt đào trong đào tẩu, ý nghĩa để trốn thoát hoặc là bỏ lỡ. <laughs> em đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời. <laughs> em đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời. <laughs> Đồng bọn bị tình nghi trốn ra nước Hắn đã để cho tên đồng bọn bị tình nghi trốn ra nước ngoài. Hắn đã để cho tên đồng bọn bị tình nghi trốn ra nước ngoài. âm hán việt canh trong canh tác ý nghĩa cày cấy cày bừa. Của

À à âm hán việt trứ trong trứ giam ý nghĩa là viết sách. 彼は自身が見た日本の様子を旅行記に表した。anh no à ấy đã viết vào sách du ký về một nước nhật mà anh ấy đã tự ngắm nhìn. 彼は自身が見た日本の様子を旅行記に表した。 anh ấy đã viết vào sách du ký về một nước Nhật mà anh ấy đã tự ngắm nhìn. 21. Ước mơ, ước mơ. Âm Hán Việt: Chí, trong có chí thì nên, ý nghĩa: khao khát, quyết tâm. sĩ. Anh trai đang học tập với khao khát trở thành bác sĩ. Anh trai đang học tập với khao khát trở thành bác sĩ. Anh ấy khao khát trở thành phi hành gia từ thời cấp 3. Karewa Anh ấy khao khát trở thành phi hành gia từ thời cấp 3. 22 Akasu Akasu Âm Hán Việt: Minh trong minh bạch, ý nghĩa

thức trắng đêm học bài thi sử thức, thức trắng đêm học bài thi âm Hán Việt sinh trong sinh hoạt ý nghĩa tha mạng để cho sống hoặc là sử dụng có hiệu quả hoặc là vận dụng vận dụng kiến thức đã học mananda vận dụng kiến thức đã học

抜かす,抜かす Âm hám Việt, bạc, trong đề bạc, ý nghĩa, rút ra, bỏ ra. 君が恋にうつつを抜かしている間にも Ngay cả lúc em cấm đầu yêu đương nhăn nhích, những bạn thí sinh khác vẫn đang học hành chăm chỉ đó nha. 君が恋にうつつを抜かしている間にも ngay cả lúc em cắm đầu yêu đương nhăn nhít, Những bạn thí sinh khác vẫn đang học hành chăm chỉ đó nha Cứ cắm đầu vô công việc nên đã không nhìn lại gia đình Cứ cắm đầu vô công việc nên đã không nhìn lại gia đình 女の子にうつつを抜かす。女の子にうつつを抜かす。ス,スピーチで一番重要なところを抜かしてしまった。スピーチで一番重要なところを抜かしてしまった。25. 速す

「ついやす」「ついやす」「研究に多くの時間をついやす」「研究に多くの時間を費やす」「いくら努力しても時間を費やすだけだ」 Dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Dù cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. 27. かわす Âm hán Việt, giao trong giao tiếp, ý nghĩa qua lại. Chúng em chào nhau mỗi sáng. 私たちは毎朝挨いを交わしている。私は彼と言葉を交わしたことがない。私は彼と言葉を交わしたことがない。28, 28日かす。溜まる ý nghĩa cục hứng quê độ sưởng trân bị sưởng trân vì bản thân bất gặp lúc đang đi với người yêu bị sưởng trân vì bản thân bất gặp lúc đang đi với người yêu 29 Tatsu Tatsu âm hán việt đoạn trong đoạn tuyệt ý nghĩa cắt đứt bỏ dù yêu nhau nhưng vì đối phương đã kết hôn nên em quyết định cắt đứt liên lạc お互いに愛し合っていたけど、相手が結婚しているので、連絡を断つことにします。 dù yêu nhau, nhưng vì đối phương đã kết hôn nên em quyết định cắt đứt liên lạc. Em bắt đầu giảm cân nên đã quyết định từ bỏ đồ ngọt như là bánh kem. Em bắt đầu giảm cân nên đã quyết định từ bỏ đồ ngọt như là bánh kem. サイシン、ロイトワン・ラム・フィーン・マいグー、ナネム・ウィッタン・をールド。サをシン、ロイトワン・ラム・フィーン・マイ・グー、ナネム・ウィッタン・ボールド。サつシン、ロイトワン・ラム・フィーン・マイ・グー、ナネム・ウィッタン・ボールド。サンジュー、タモツ、タモツ。 hoặc là duy trì. Yoi phu quan kê o tamotsu hiketsu wa nan de shou? Bí quyết duy trì quan hệ vợ chồng hòa thuận là gì nhỉ? Yoi phu quan kê o tamotsu hiketsu wa nan de shou? Bí quyết duy trì quan hệ vợ chồng hòa thuận là gì nhỉ? Lê xê o tamotsu no wa kantan de wa nai. Việc giữ bình tĩnh không đơn giản. Lê xê o tamotsu no wa kantan de wa nai. Việc giữ bình tĩnh không đơn giản. 31 Tô tô Âm hám Việt tôm trong tôn trọng Ý nghĩa tôn trọng, tôn kính Nói về sự vật mang tính trừu tượng Sinh vật tô Tấm lòng tôn kính thần Phật Sinh vật Tấm lòng tôn kính thần Phật Sensei no o Tôn trọng những điều thầy cô dạy tôn trọng những điều thầy cô dạy. tôn trọng mạng sống. tôn trọng mạng sống. 32. Um, um. âm hán việt sản trong sinh sản ý nghĩa sinh ra tạo ra tạo ra kết quả tốt tạo ra kết quả tốt. Sinh đôi vất vả lắm luôn. Sinh đôi vất vả lắm luôn. 33. Tom. Tom. Âm hán Việt phú trong phú ông, ý nghĩa giàu có, phong phú. Cô nó tổ vùng đất này giàu tài nguyên khoáng sản. Vùng đất này giàu tài nguyên khoáng sản. ]春中に富む. Trẻ trung và tương lai đầy hứa hẹn. ]春中に富む. Trẻ trung và tương lai đầy hứa hẹn. Trẻ trung và tương lai đầy hứa hẹn mỗi khi nhìn những đứa trẻ thanh xuân phơi phới, thỉnh thoảng em vô tình có cảm giác ganh tị, phải chăng em đã già rồi? mỗi khi nhìn những đứa trẻ thanh xuân phơi phới, thỉnh thoảng em vô tình có cảm giác ganh tị, phải chăng em đã già rồi? cô Cô ấy là người có kinh nghiệm làm việc trong nhiều ngành nghề. Cô ấy là người có kinh nghiệm làm việc trong nhiều ngành nghề. 34. Yam. Yam. Âm hán Việt bệnh trong bệnh viện, ý nghĩa bệnh, đau. Kiniyam. Buồn lòng, khổ tâm, rầu rĩ. Buồn lòng, khổ tâm, rầu rĩ. こうなったのならなったで、いちいち気に病んでも仕方がないし、e、ったのならならったででいいちいち気にんでいても仕方がない。Này, ả, e、ài, 彼女はその事故の際におった顔の傷のことを ずっと気に病んでいるので、なんとか治せる医者を探したいんだ。彼女はその事故の際に負った顔の傷のことをずっと気に病んでいるので、なんとか治せる医者を探したいんだ。 Cô ấy luôn lo lắng về vết thương trên khuôn mặt mà cô ấy phải chịu trong vụ tai nạn đó, nên bằng mọi giá cô ấy muốn tìm bác sĩ có thể điều trị. Em đã nhập viện một thời gian do đau ngực. Em đã nhập viện một thời gian do đau ngực. 35 Ayumu Ayumu âm hán việt bộ trong bộ hành ý nghĩa đi bộ bước đi em sẽ bước đi trên con đường mà em tin là đúng em sẽ bước đi trên con đường mà em tin là đúng sẽ bước từng bước thầm bên nhau trong quãng đời còn lại 残りの人生を... 2人でゆっくりと歩む. sẽ bước từng bước thầm bên nhau trong quãng đời còn lại. 36,絡む,絡む. âm hán việt lạc trong liên lạc ý nghĩa rối hoặc là đeo bám chỉ rối không gỡ được chỉ rối không gỡ được は酒を飲みすぎるとすぐ人に絡んでくる ấy cứ thể uống quá chén là lập tức lại xà nẻo xà nẻo vô người khác 彼は酒を飲みすぎるとすぐ人に絡んでくる Anh ấy cứề uống quá chén là lập tức lại xà nẻo xà nẻo vô người khác 鐘が絡むと兄弟でも不仲になるね Tiền bạc mà khúc mắt thì dù anh em ruột cũng sẽ trở nên bất hòa, 金が絡むときょうだいでも不仲になるね。tiền bạc mà khúc mắt thì dù anh em ruột cũng sẽ trở nên bất hòa。涼む涼む。涼む。M m Việt, ương, ひどい暑さですね。少し木の下で涼みましょう。

bố thí tiền cho người nghèo 39. Ít Nam âm Hán Việt doanh trong doanh nghiệp ý nghĩa kinh doanh anh restaurant anh trai đang kinh doanh nhà hàng anh anh trai đang kinh doanh nhà hàng 40. bùm ương âm hán Việt nguy trong nguy hiểm ý nghĩa bế tắc mong manh nguy hiểm cây dục suy thoái kinh tế đe dọa sự tồn vong của công ty suy thoái kinh tế đe dọa sự tồn vong của công ty khả năng tốt nghiệp là rất mong manh Khả năng tốt nghiệp là rất mong manh. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật sao không cực. Hôm nay mình sẽ học trong bài ba. Âm hán việt là phụ trong tự phụ. Thì mình thường hay có câu tự phụ bất phàm có nghĩa là cậy tài khinh người. Ý nghĩa mang vác chịu nhận mang ba lô trên lưng. Mang ba lô trên lưng. ]せきにんをおう. Chịu trách nhiệm. ]せきにんをおう. Chịu trách nhiệm. Bắt người khác chịu tội. Bắt người khác chịu tội. Mau. Mau. Âm hán Việt là vũ trong vũ điệu. Ý nghĩa Nghĩa thứ nhất có nghĩa là tung tóe, nghĩa thứ hai có nghĩa là nhảy múa. Sakura <laughs> no Những cánh hoa anh đào nhảy múa uyển chuyển như thể chúng bị gió xuân làm cho sao xuyến. Sakura <laughs> no Những cánh hoa anh đào nhảy múa uyển chuyển như thể chúng bị gió xuân làm cho sao xuyến chira chira yuki ga mau. Tuyết lất phất rơi. Chira chira yuki ga mau. Tuyết lất phất rơi. Kisou. Kisou. Âm hán Việt là cạnh trong cạnh tranh, ý nghĩa là cạnh tranh thi đấu. Wazou kisou. Thi đấu kỹ thuật. Wazou kisou. Thi đấu kỹ thuật. Kuruma no speedo kisou. Đua tốc độ xe đua tốc độ xe môn thể thao cạnh tranh độ nhanh nhạy môn thể thao cạnh tranh độ nhanh nhạy nào nào âm hán Việt đảm trong đảm đương ý nghĩa thứ nhất là mang vác nghĩa thứ hai đó là gánh vác hoặc là phụ trách Ni Vác đồ trên vai. Vác đồ trên vai. Gánh vác thời đại kế tiếp. Gánh vác thời đại kế tiếp. Jujika thánh giá Vác thánh giá. Jujika Vác thánh giá. Yashinau. Âm hán Việt, dưỡng, trong dưỡng, dục. Ý nghĩa là nuôi nấng, nuôi dưỡng. Biểu kỳ no chichi ni kawari, ha ha ga ka zoku yashinatta. Thay cho bố bị bệnh, mẹ đã nuôi cả nhà. Biểu kỳ no chichi ni kawari, ha ha ga ka zoku yashinatta. Thay cho bố bị bệnh, mẹ đã nuôi cả nhà. Soko nau, soko nau. Âm Hán Việt là tổn, trong tổn hại. Ý nghĩa thứ nhất là làm hỏng, nghĩa thứ hai đó là phá hoại hoặc là làm tổn thương. Kare no wo so wa nai Chúng ta đừng làm anh ấy mất hứng. Kare no wo so wa nai Chúng ta đừng làm anh ấy mất hứng. 何ちやり損なっても気にするな。Nếu so lỡ thất bại em cũng đừng bận tâm. Nếu lỡ thất bại, em cũng đừng bận tâm. Anh ấy sức khỏe giảm sút do làm việc quá sức. Anh ấy sức khỏe giảm sút do làm việc quá sức. Tòa tháp này làm mất đi vẻ đẹp của công viên. Tòa tháp này làm mất đi vẻ đẹp của công viên. Tòa tháp này làm mất đi vẻ đẹp của công viên. 恥らう. Âm Hán Việt là sĩ, trong liêm sĩ, nghĩa là e thẹn, ngại ngùng, xấu hổ, mắc cỡ. Bạn gái tớ xinh đẹp đến độ hoa cũng phải nhường. Bạn gái tớ xinh đẹp đến độ hoa cũng phải nhường.

Vì sáng bị bố mắng nên canh lúc bố đi ra ngoài vọt về nhà. Vì sáng bị bố mắng nên canh lúc bố đi ra ngoài vọt về nhà. Toc. Toc. Âm hán Việt thuyết trong thuyết Pháp ý nghĩa là rao giảng, giảng giải, tuyên truyền thuyết pháp thuyết pháp hãy thực hiện những điều bạn rao giảng đi hãy thực hiện những điều bạn rao giảng đi, hãy thực hiện những điều bạn rao giảng đi. âm hán việt trúc trong kiến trúc ý nghĩa là xây dựng 幸せな家庭を築く <laughs> xây dựng gia đình hạnh phúc 幸せな家庭を築く xây dựng gia đình hạnh phúc 良い人間関係を築く xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người 良い人間関係を築く xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người 城を築く xây, <laughs> xây lâu đài 城を築く xây lâu đài Tê bô kizuku Say bờ kè, bờ kè. Sămuku. Sămuku. Âm hán việt bội trong phản bội Một âm nữa là bối trong bối cảnh Ý nghĩa Quay lưng, phản kháng, chống đối, chống cự, làm ngược lại Mùsikonには Mêka no nani somuka no hito ni natte moraitai Mong con trai trở thành người không làm xấu thanh danh của gia đình. Mong con trai trở thành người không làm xấu thanh danh của gia đình. Anh trai chống đối bố mẹ và lao ra khỏi nhà. Anh trai chống đối bố mẹ và lao ra khỏi nhà. Em sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ. Em sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ. Âm hám việc, đạo, trong chỉ đạo, ý nghĩa, hướng dẫn, chỉ dẫn, dạy dỗ, dẫn đường. Dẫn khách đến chỗ ngồi dẫn khách đến chỗ ngồi dạy dỗ, dạy dỗ học trò dạy dỗ học trò được thần linh dẫn lối được thần linh dẫn lối, lối. Ma trời được cho là người dẫn dắt con người đến vận mệnh. Ma trời được cho là người dẫn dắt con người đến vận mệnh. ]つぐ,つぐ. âm hán việt tiếp trong tiếp nói tiếp theo ý nghĩa gắn nói. Anh em nhà đó không hợp nhau như chó với mèo ha. Anh em nhà đó không hợp nhau アンネムヤダー、ほん hợp nhau như chó với mèo はまるでキニタをつぐようにチグハグの話だね。 đã nói lại xương của chân bị gãy đã nói lại xương của chân bị gãy, chân bị gãy. Togu. Togu. âm hán việt nghiêng trong nghiêng mực hoặc là nghiêng trong nghiên cứu ý nghĩa mài vo đánh bóng trao dồi rèn giũa mài dao cạo bằng da mài かとでかみそりをとぐ。おお切れなくなったナイフをといしでとぐ。んん切れなくなったナイフをといしでとぐ。んん米をとぐ。鏡をとぐ。 đánh bóng kính âm hán việt đảm trong đảm đương ý nghĩa mang vác hoặc là đề bạc yamada san o shacho ni katsugu đề bạc anh yamada lên vị trí giám đốc yamada san o shacho ni katsugu đề bạc anh yamada lên vị trí giám đốc tepo katsugu vác súng vác súng, vác hành lý trên vai, vác hành lý trên vai, mes, Mess âm hám việt triệu trong triệu tập ý nghĩa đây là cách nói trang trọng của kêu gọi hoặc là đặt hàng và đồng thời nó cũng là kính ngữ của những động từ ăn uống mặc

âm <tok -tose> <acter> hán Việt, ký trong ký ức ý nghĩa ghi chép ghi nhớ khắc ghi ghi lại <coughs> ghi lịch trình vào sổ tay <coughs> ghi lịch trình vào sổ tay kyo no em sẽ khắc ghi hạnh phúc hôm nay vào lòng <coughs> Em sẽ khắc ghi hạnh phúc hôm nay vào lòng Nogasu Nogasu Âm hán Việt đào trong đào tẩu Ý nghĩa để trốn thoát hoặc là bỏ lỡ Em đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời Em đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời Kare Hắn đã để cho tên đồng bọn bị tình nghi trốn ra nước ngoài. Đi. Hắn đã để cho tên đồng bọn bị tình nghi trốn ra nước ngoài. Âm Hán Việt canh trong canh tác, ý nghĩa cài cấy, cày bừa. Cô -cô nuôi dưỡng tâm hồn. ]心をたがやす. Nuôi dưỡng tâm hồn. Trước khi được cơ giới hóa, người ta đã tốn nhiều thời gian cho việc cày bừa. Trước khi được cơ giới hóa, người ta đã tốn nhiều thời gian cho việc cày bừa.

Anh ấy đã viết vào sách du ký về một nước Nhật mà anh ấy đã tự ngắm nhìn. 21. Ổng thức, ổng thức. Âm hán Việt: Chí. Trong có chí thì nên, ý nghĩa: khao khát, quyết tâm. sĩ. Anh trai đang học tập với khao khát trở thành bác sĩ. Anh trai đang học tập với khao khát trở thành bác sĩ. Kare Anh ấy khao khát trở thành phi hành gia từ thời cấp 3. Kare Anh ấy khao khát trở thành phi hành gia từ thời cấp 3. 22 Akasu Akasu Âm Hán Việt: Minh trong minh bạch, ý nghĩa làm rõ tiết lộ hoặc là thức trắng đêm thức trọn đêm 身の潔白を明かす. làm rõ sự trong sạch của bản thân 身の潔白を明かす. làm rõ sự trong sạch của bản thân 友達に秘密を明かす. tiết lộ bí mật với bạn 友達に秘密を明かす. tiết lộ bí mật với bạn thức trắng đêm học bài thi bên thức trắng đêm học bài thi âm hán Việt sinh trong sinh hoạt ý nghĩa tha mạng để cho sống hoặc là sử dụng có hiệu quả hoặc là vận dụng vận dụng kiến thức đã học vận dụng kiến thức đã học

ngay cả lúc em cắm đầu yêu đương nhăn nhít, những bạn thí sinh khác vẫn đang học hành chăm chỉ đó nha. Cứ cắm đầu vô công việc nên đã không nhìn lại gia đình. Cứ cắm đầu vô công việc nên đã không nhìn lại gia đình. 女の子にうつつを抜かす、女の子にうつつを抜かす、ス,スピーチで一番重要なところを抜かしてしまった。スピーチで一番重要なところを抜かしてしまった。25。はやす。

「ついやす」「ついやす」Việt, 費「a, ốn, 研究に多くの時間をついやす」「研究に多くの時間をついやす」「いくら努力しても時間を費やすだけだ」 Dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Dù cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. 27. Kawasu. kawasu. Âm hán Việt, giao trong giao tiếp, ý nghĩa qua lại. Chúng em chào nhau mỗi sáng. 私たちは毎朝挨拶を交わしている。私は彼と言葉を交わしたことがない。私は彼と言葉を交わしたことがない。ない28日かす。溜ます <noise> <noise> Ý nghĩa, cục hứng, quê độ, sượng trân. Bị sượng trân vì bản thân bất gặp lúc đang đi với người yêu. Bị sượng trân vì bản thân bất gặp lúc đang đi với người yêu. 29. Tats. Tats. Âm hám Việt đoạn trong đoạn tuyệt. Ý nghĩa, cắt đứt, bỏ Dù yêu nhau, nhưng vì đối phương đã kết hôn nên em quyết định cắt đứt liên lạc Dù yêu nhau, nhưng vì đối phương đã kết hôn nên em quyết định cắt đứt liên lạc ダイエットを始めたのでケーキなどの甘いものを断つことにしました。Từ ーーダイエットをを始めたたのののでケーキなどの甘いも断つことにしましま酔っ払って人に迷惑をかけてばかりいるのでお酒を断つ決心をする。 Sai xỉn, rồi toàn làm phiền mọi người nên em quyết tâm bỏ rượu. やっぱりって人に迷惑をかけてばかりいるのでお酒を断決心をする。Sai xỉn, rồi toàn làm phiền mọi người nên em quyết tâm bỏ rượu. 30 Tam giữ, Âm Hán Việt: Bảo, trong đảm bảo, ý nghĩa là giữ hoặc là duy trì. Yoi hạnh phúc quan hệ to giữ là nan desho? Bí quyết duy trì quan hệ vợ chồng hòa thuận là gì nhỉ? Duy phu phu kankei o tamotsu hiketsu wa nan deshou? Bí quyết duy trì quan hệ vợ chồng hòa thuận là gì nhỉ? Ne o tamotsu no wa kantan de wa nai. Việc giữ bình tĩnh không đơn giản. Ne o tamotsu no wa kantan de wa nai. Việc giữ bình tĩnh không đơn giản. 31 Tōtobu Tōtobu Âm hám Việt tôn trong tôn trọng ý nghĩa tôn trọng tôn kính nói về sự vật mang tính trừu tượng tấm lòng tôn kính thần phật tấm lòng tôn kính thần phật tôn trọng những điều thầy cô dạy tôn trọng những điều thầy cô dạy tôn trọng mạng sống tôn trọng mạng sống âm hán việt sản trong sinh sản ý nghĩa sinh ra tạo ra tạo ra kết quả tốt tạo ra kết quả tốt

Này s <S この土地は鉱物資源に富む s <S 春秋に富む春秋に富む春秋に富んだ子供たちを見ていると時々無性に羨ましく思うことがあるが私も年を取ったものだなあ。 Mỗi khi nhìn những đứa trẻ thanh xuân phơi phới, thỉnh thoảng em vô tình có cảm giác ganh tị, phải chăng em đã già rồi? Mỗi khi nhìn những đứa trẻ thanh xuân phơi phới, thỉnh thoảng em vô tình có cảm giác ganh tị, phải chăng em đã già rồi? Cô ấy là người có kinh nghiệm làm việc trong nhiều ngành nghề. Cô ấy là người có kinh nghiệm làm việc trong nhiều ngành nghề. 34. Yamu. Yamu. Âm hám việc bệnh trong bệnh viện, ý nghĩa bệnh đau. Buồn lòng khổ tâm rầu rĩ. Buồn lòng khổ tâm rầu rĩ. こうなったのならなったで、いちいち気に病んでもし方たがない。こうなったのならなったで、いちいち気に病んでいても仕方がない。彼女はその事故の際に負った顔の傷のことを ずっと気に病んでいるのでなんとか治せる医者を探したいんだ đó, 彼女はその事故の際におった顔の傷のことをずっと気に病んでいるのでなんとか治せる医者を探したいんだ Cô ấy luôn lo lắng về vết thương trên khuôn mặt mà cô ấy phải chịu trong vụ tai nạn đó, nên bằng mọi giá cô ấy muốn tìm bác sĩ có thể điều trị. Em đã nhập viện một thời gian do đau ngực. Em đã nhập viện một thời gian do đau ngực. 35 Ayumu Ayumu âm hán việt bộ trong bộ hành ý nghĩa đi bộ bước đi em sẽ bước đi trên con đường mà em tin là đúng em sẽ bước đi trên con đường mà em tin là đúng sẽ bước từng bước thầm bên nhau trong quãng đời còn lại 残りの人生を... 2人でゆっくりと歩む. Sẽ bước, từng bước thầm bên nhau trong quãng đời còn lại. 36. Kerem. Kerem. Âm hán việt lạc, trong liên lạc, ý nghĩa, rối hoặc là đeo bám. Chỉ rối, không gỡ được. Chỉ rối, không gỡ được.

金が絡むと, Tiền bạc mà khúc mắt thì dù anh em ruột cũng sẽ trở nên bất hòa. 37. スズム.スズム. Âm hán việt lương trong thê lương, ý nghĩa là nghỉ mát. <laughs> Nóng ghê em ha, mình nghỉ mát dưới gốc cây xíu đi. ひどい暑さですね。少し木の下で涼みましょう。Game, 38恵む「恵む」ムム Việt,「恵む」意 át, í,「恵む」「困っている人に金を恵む」「困っている人に Bố thí tiền cho người nghèo. 39. Ít Itonamu. Âm hán Việt, doanh trong doanh nghiệp, ý nghĩa, kinh doanh. Ani restaurant Anh trai đang kinh doanh nhà hàng. Ani restaurant Anh trai đang kinh doanh nhà hàng. 40. Ayabumu. Âm hán Việt nguy trong nguy hiểm, ý nghĩa bế tắc, mong manh, nguy hiểm. Suy si thoái kinh tế đe dọa sự tồn vong của công ty. Suy si thoái kinh tế đe dọa sự tồn vong của công ty. 卒業が危険れる. Khả năng tốt nghiệp là rất mong manh. Khả năng tốt nghiệp là rất mong manh. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật sau không cực. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 4. 1. Sol. Sol. Âm hán Việt phản trong phản xạ, ý nghĩa cong vên. Cảm xúc ita ga sotte shimatta. Sau khi phơi khô, tấm ván bị cong luôn. 乾燥して.

作戦を練る。詳細な計画を立てる前にもっと総合的構想を練る必要がある。Ch 詳細な計画を立てる前にもっと総合的構想を練る必要がある。

ngọn núi mờ mờ ảo ảo trong mưa xuân. Tabaco no kemuri de hea ga kemutte iru. Căn phòng đang nghi ngút khói thuốc lá. Tabaco no kemuri de hea ga kemutte iru. Căn phòng đang nghi ngút khói thuốc lá. Yon. Tsunoru. Tsunoru. Âm hán Việt mộ trong chiêu mộ, ý nghĩa chiêu mộ, tuyển lớn mạnh, kêu gọi. Yoru ni naruto, samishita ga issou tsunorimasu. Đến, cô 夜になるとさみしさが一層募ります đến, 嵐が近づくにつれ風はますます吹き募った嵐が近づくにつれ風はますます吹き募った私の悲哀は Nỗi đau của em ngày càng lớn dần. Nỗi đau của em ngày càng lớn dần. Go. Hakaru. Âm hán Việt đồ trong bản đồ ý nghĩa lập kế hoạch giải quyết thăm dò. Hãy nỗ lực giải quyết bằng sức của mọi người. みんなの力で解決を図ろう。「敵状を図る」ình ình 図る「ドアセッピンヒン・ウォンディッド」「敵自殺を図る」「自殺を図る」s <S「自勝る」勝る um, ý nghĩa thắng ưu tú. Sức khỏe quý hơn của cải. Kenko Sức khỏe quý hơn của cải. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Yobou Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Jitsuryoku wa Nói về thực lực thì anh ấy ưu tú hơn. 実力は彼の方が勝っているさっき駅前の商店街でテレビの収録をやっていたんだよさっき駅前の商店街でテレビの収録をやっていたんだよへえ、hey, 誰か知っている有名人がいたの Mà có người nổi tiếng nào tớ biết không? Ha. Tớ có biết người nổi tiếng nào không? Tiếc ghê ha, mà có người nổi tiếng nào tớ biết không? テレビで実物の方が可愛いという噂のアイドルがいたんだけど、聞きしに勝る可愛さだったよ。Có thần tượng mà giang hồ đồn là bên ngoài đáng yêu hơn trên tivi mà thiệt là đáng yêu hơn lời đồn luôn đó. テレビより実物の方がかわいいという噂のアイドルがいたんだけど、聞きしにまさるかわいさだったよ。今日 t ジャ n ホードームはど g に行くかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわ t いかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかったわいい、hey, かったわいいかわいいかわいいかわいいかわいいへわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいいいかわいいかわいいいいかわいいかわいいいいかわいいかわいいいいかわいいかわいいいいかわいいかわいいいいかわいい

彼女はフランス語を自由自在に操る。マスコミを操る。8、謝る。謝る。彼は謝って私を先生だと思った。 Anh ấy đã tưởng nhầm em là giáo viên. Anh ấy đã tưởng nhầm em là giáo viên. Anh ấy đã tưởng nhầm em là giáo đã em đã trả lời sai. em đã em đã em đã nhầm em đã nhầm em là em đã đi nhầm hướng cô ấy đã hiểu sai lời em nói. Cô ấy đã hiểu sai lời em nói. Q, Âm hán Việt thụ trong thụ hưởng, ý nghĩa đạo, vượt qua. Cô ấy đã không vượt qua được kỳ thi đó như mong đợi. 期待に反して,

Con trai đậu đại học, cô ấy nở mày nở mặt. Con trai đậu đại học, cô ấy nở mày nở mặt. Âm hán Việt quần trong quần chúng, ý nghĩa quay quần, tụ tập, bu lại, xúm lại. Tổ chắc lobby ni <laughs> sign yo fan ga iru. Người hâm mộ xúm lại xin chữ ký ở sảnh đến. Người hâm mộ xúm lại xin chữ ký ở sảnh đến. Kiến bu vô cục đường. Kiến bu vô cục đường. 11. 連なる.連なる. Âm hán Việt liên trong liên tục, ý nghĩa, xếp hàng, nối tiếp. 車が道路につなる。E、車が道路につなる。E、窓から遠くにつなる山々が見える。窓ぅこそーにんたいにんごんのりのから遠くにつなる山々が見える。とぅこ十二、交わる。 Mạch Âm hán Việt, giao trong xã giao, ý nghĩa giao lưu, giao nhau, giao du. Hệ cô sen wa Những đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau. Hệ cô sen wa Những đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau. Akuyu Đừng giao du với bạn xấu. Akuyu Đừng giao du với bạn xấu. Jūsan. Oiru, oiru. Âm Hán Việt lão trong trường sinh bất lão, ý nghĩa già yếu. Oita ha -ha no wa, mo Em cảm thấy tấm lưng của mẹ già nhỏ hơn ngày xưa. Oita ha -ha no wa, mo Em cảm thấy tấm lưng của mẹ già nhỏ hơn ngày xưa. 20 Người thầy gặp lại sau hai mươi năm quả đúng là đã già yếu rồi. 20 Người thầy gặp lại sau 20 năm quả đúng là đã già yếu rồi. 14. yon, shi Âm hán Việt, cưỡng, trong cưỡng ép, ý nghĩa ép buộc, cưỡng ép. Hito muri ni shiite wa ikenai. Đừng có ép người quá đáng. 人を無理に対いて、はいけないカンキョーデロードーシールキギョー。Singip エクノラウダム・ Lamzi クトモイトン・トイテー。ジューヨーに対して、レツワクナカンキョーデロードーシールキギョー。Singip エクノラウダム・ Lamzi クトモイトン・トイテー。ジューんー。h i k i d u h i k i d u a h a n i D d 彼は50人の学生を率いて、米国へ観光に行った。彼は50人の学生を率いて、米国へ観光に行った。私たちを率いてくださったのは、新人の河村先生でした。

âm hán việt sĩ trong liêm sĩ ý nghĩa mắc cỡ xấu hổ cô ấy đỏ mặt vì xấu hổ cô ấy đỏ mặt vì xấu hổ anh ấy xấu hổ vì đã gian lận anh ấy xấu hổ vì đã gian lận てて頭を垂れる。サウォーゴップダウスウォン。ケイソツな発言をはじる。サウォーウィーファクモンバッカン。ケイソツな発言をはじる。サウォーウィーファクモンバッカン。17、おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。おもんじる。 何よりも名誉を重んじる。何よりも名誉を重んじる。私たちは、量よりも質を重んじる。私たちは、量よりも質を重んじる。彼は、義理と人情を重んじる。 Anh ấy xem trọng đạo lý và tình người. Kare wa giri to ninjo wo Anh ấy xem trọng đạo lý và tình người. 18. Obiru. Obiru. Âm hán Việt, đới trong nhiệt đới, ý nghĩa đeo, mang, chứa. Cậu bé với đôi mắt chất chứa nỗi buồn. wa

tỉnh trong tỉnh ngộ, ý nghĩa, nhìn lại, suy xét lại. Hãy suy xét lại bản thân và thay đổi thái độ sống. Hãy suy xét lại bản thân và thay đổi thái độ sống. 20. Âm hán Việt, thí, trong thí nghiệm, ý nghĩa, cố gắng, thử. 彼女はそれを手に入れるためにありとあらゆる方法を試みた。彼女はそれを手に入れるためにありとあらゆる方法を試みた。私は自分を納得させようと試みた。私は自分を納得させようと試みた。 tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân những tù nhân đã thử vượt ngục nhiều lần những tù nhân đã thử vượt ngục nhiều lần 21ヘルヘる đã, đã một tháng trôi qua cũng không có tin tức gì 1ヶ月経っても音沙汰がない。Đã 1 tháng trôi qua cũng không có tin tức gì. 10年を経ている10 năm trôi qua kể từ lúc bố mất父が死んでから 10年を経ている Đã 10 năm trôi qua kể từ lúc bố mất. 年月を減るに従って確信が固くなった。Nhiều năm, 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 năm trôi qua, niềm tin của em đã trở nên mạnh mẽ hơn. 年月を経るにしたがって確信がかたくなった。Qua, m m メキシコを経て南米に行った。メ,メキシコを経て南米に行った。22耐える耐える。 tuyệt trong tuyệt chủng, ý nghĩa không còn mất. Kể từ lần đó anh ấy bật vô âm tính. Kể từ lần đó anh ấy bật vô âm tính. Trời tối mịt và không còn một bốn người nên em đã chạy chối chết.

Bình thường vốn là một cô gái với ấn tượng mộc mạc giản dị nên em đã sửng sốt khi cô ấy tỏa sáng trong bộ kimono. Bình thường vốn là một cô gái với ấn tượng mộc mạc giản dị nên em đã sửng sốt khi cô ấy tỏa sáng trong bộ kimono. Lá đỏ rực rỡ giữa hoàng hôn. Lá đỏ rực rỡ giữa hoàng hôn.

Trùng thần không thờ hai vua. 20 nen Tôi đã phụng sự cho giám đốc hiện nay hơn 20 năm. 20 nen Tôi đã phụng sự cho giám đốc hiện nay hơn 20 năm. 26 Ikeru Ikeru Âm Hán Việt: Sinh, trong sinh tử, ý nghĩa, tắm hoa. Kore wa ikeru shikabane da. Anh ấy là người thực vật. Kare wa ikeru shikawane da. Anh ấy là người thực vật. Kaben ni iketa bara wa sugu ni kare Hoa hồng cắm trong bình chóng tàn. Kaben ni iketa bara wa sugu ni kare Hoa hồng cắm trong bình chóng tàn. 27. Bakeru Bakeru Âm hán Việt hóa trong hóa trang. Ý nghĩa: hóa trang, biến hình, cải trang. Kitsune ga ningen ni bakeru. Cáo biến thành người. Kitsune ga ningen ni bakeru. Cáo biến thành người. Spy wa jimoto jūmin ni baketa. Gián điệp đã cải trang thành dân địa phương. Spy wa jimoto jūmin ni baketa. Gián điệp đã cải trang thành dân địa phương. 28 Fukeru. Fukeru. Âm Hán Việt canh cánh ý nghĩa sắp khuya. Em và người bạn lâu ngày mới gặp đã trò chuyện với nhau đến tận khuya lơ khuya lắc. Em và người bạn lâu ngày mới gặp đã trò chuyện với nhau đến tận khuya lơ khuya lắc. Đêm buông xuống, đường phố trở nên thưa thớt bóng người. Đêm buông xuống đường phố trở nên thưa thớt bóng người. Đêm cũng đã khuya lắm rồi. Đêm cũng đã khuya lắm rồi. Khuya lắm rồi. Khuya lắm rồi. Khuya lắm rồi. Âm hán việt lão trong trường sinh bất lão ý nghĩa già. Sau khi mẹ mất, ba già đi thấy rõ. <laughs> Sau khi mẹ mất, ba già đi thấy rõ. Cô ấy dù có tuổi nhưng vẫn không già ha. Cô ấy dù có tuổi nhưng vẫn không già ha. Không già, ha? Phụ nữ nhanh già. Cô ấy はやい「ふうぬうにゃん」じゃ30「さずける」授ける「さずける」「ひとにひさくをさずける」「ひとにひさくをさずける」「ひとにひさくをさずける」「おうはナイトのくらいをかれにさずけた」 Đức vua đã phong tước hiệp sĩ cho anh ấy. Đức vua đã phong tước hiệp sĩ cho anh ấy誰かが彼にそういう知恵を授けたに違い này chắc chắn là ai đó đã dạy cho anh ấy cái suy nghĩ như thế khi誰かが彼にそういう知恵を授けたに違い này chắc chắn là ai đó đã dạy cho anh ấy cái suy nghĩ như thế31 Mo

前妻との間に2次を設けた32あげるあげるあんはん việc cử trong bầu cử いい nghĩa nêu ra ぞいん具体的な例をあげて説明してください。

Em hoàn toàn không có chút dũng khí nào để nói cho cô ấy tin buồn đó. Thẩm phán tuyên bố bắt đầu phiên tòa. Thẩm phán tuyên bố, bố bắt đầu phiên tòa. 34. Âm hán Việt. Hòa trong hòa nhã, ý nghĩa dịu, nhẹ, か彼は声を和らげて話し続けた。ふかいなときにも、顔色を和らげて人に接する。不快なときにも、顔色を和らげて人に接する。 tương tác với mọi người. Cô muốn xoa so dịu nỗi đau của cô ấy. em muốn xoa so dịu nỗi đau của cô ấy. 35 Hateru. Hateru. Âm hán việc quả trong nhân quả, ý nghĩa kết thúc. Cuộc trò chuyện vui vẻ không kết thúc. 楽しいおしゃべりは果てることがない。V v その詩人は異国の地で果てた。その詩人は異国の地ではてた。私は心身ともにつかれはてた。 私は心身ともに疲れ果てた。Em đã cả thể 彼女は哀れな姿になり果てた。Ấy thành 彼女は哀れな姿になり果てた。Ấy thành 私はもはやき果てた。私ははもうこんつき果てた。 Em sắp không nhịn nổi nữa rồi. 36 sadameru sadameru Âm Hán Việt: định, trong quy định, ý nghĩa, quy định. この規則は2年前に定められた. Quy tắc này đã được quy định 2 năm trước. この規則は2年前に定められた. Quy tắc này đã được quy định 2 năm trước. 問題処理の新しい指針を定める. Quy định phương châm mới xử lý vấn đề. Quy định phương châm mới xử lý vấn đề. 37. 乱れる.乱れる. Âm hán việt loạn trong bạo loạn ý nghĩa rối tung rời rạc. 実情が乱れている. Trật tự đảo lộn. 実情が乱れている trật tự đảo lộn. 心の乱れを沈める. Làm dịu trái tim bấn loạn. 心の乱れを沈める. Làm dịu trái tim bấn loạn. gió Tóc cô ấy rối bời vì gió. Tóc cô ấy rối bời vì gió. Cô ấy lòng rối bời vì tin xấu.

N夏が訪れる Hè đến Yà tto Cuối cùng hòa bình cũng đã đến Yà tto Cuối cùng hòa bình cũng đã đến Yòn dư Âm hẳn việc trị trong giá trị Ý nghĩa, đáng để, xứng đáng được Kare Hành động dũng cảm của anh ấy đáng được tôn trọng Hành động dũng cảm của anh ấy đáng được tôn trọng. Tội danh đáng bị tử hình. Tội danh đáng bị tử hình. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật sau không cực. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 5. Âm Hán Việt thêm trong cầu thủ thêm ý nghĩa đi cùng, theo. 影の形に沿うようにいつもい緒にいる。彼らの私たちに期うようにいつもいった彼にいる。K è k è らは私たちの期待いに沿わなかった。うい に,襲う,襲う. Âm hán Việt tập trong tập kích, ý nghĩa đánh úp, tấn công bất ngờ, ập vào. <laughs> Địch bất ngờ tấn công họ từ phía sau. <laughs> Địch bất ngờ tấn công họ từ phía sau. <laughs> Anh ấy bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi. 彼は恐怖に襲われた警察は隠れ家の容疑者の寝込みを襲った警察は隠れ家の容疑者の寝込みを襲った3「慕う」「慕う、no」 Âm hán Việt mộ trong ái mộ ý nghĩa nhung nhớ quyến luyến. Akambo ga haha o shita te naku. Đứa bé khóc đòi mẹ. Akambo ga haha o shita te naku. Đứa bé khóc đòi mẹ. Tuổi o toru to kokyo o shita u kimochi ga tsuyoku naru. Khi có tuổi nỗi nhớ quê sẽ càng lớn dần. Tuổi o toru to kokyo o shita u kimochi ga tsuyoku naru. Khi có tuổi nỗi nhớ quê sẽ càng lớn dần.

lòng ấm áp khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng. <cười> lòng ấm áp khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng. Bonus Kinh tế gia đình dư giả nhờ tiền thưởng. Bonus <laughs> Kinh tế gia đình dư giả nhờ tiền thưởng. Go, <laughs> Âm hán Việt, phiêu trong phiêu bạc, ý nghĩa bồng bềnh, trôi nổi, thoang thoảng, lững lờ. Con thuyền đã trôi dạt trên biển suốt 3 ngày. Con thuyền đã trôi dạt trên, trên biển suốt 3 ngày. Trong phòng thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của hoa hồng. Trong phòng thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của hoa hồng trong phòng thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của hoa hồng. Boat wa, Chiếc thuyền dập dềnh theo từng con sóng. Hyojo, josei. Cô gái với dáng vẻ đượm buồn. Hyojo, josei. Cô gái với dáng vẻ đượm buồn. Tukulou. Tukulou. Âm hán Việt thiện ý nghĩa sửa chấn chỉnh. か彼は対面を作ろうことだけを考えている。虫に食われたセーターを作ろう。た。虫に食われたセーターをつろうった。7。賄う。賄う Âm hán việt hối, trong hối lộ, ý nghĩa, chi trả, trang trải. Chi trả sinh hoạt phí bằng tiền đi làm bán thời gian. Chi trả sinh hoạt phí bằng tiền đi làm bán thời gian. 月15万円で全てを賄う. Chi trả tất tần tật với 150.000 yên một tháng. 月15万円で全てを賄う. Chi trả tất tần tật với 150.000 Yên một tháng. 8. Xá bạc Âm hán việc tài trong quyền tài phán, ý nghĩa xét xử, phán xét, đánh giá. Tội phạm sẽ bị xét xử bởi toán. Tội phạm sẽ bị xét xử bởi toán.

La hét khóc thét như cô gái bị bỏ rơi. La hét khóc thét như cô gái bị bỏ rơi. Anh ấy than thở rằng thành tích đi xuống. Anh ấy than thở rằng thành tích đi xuống. 彼女は夫の死を嘆いた. Cô ấy than khóc về cái chết của chồng.

Những chuyện như gạt cẩm người ta thì không nên làm. Những chuyện như gạt cẩm người ta thì không nên làm. Cho dù có trở nên cô độc vẫn tốt hơn nhiều so với việc tự lừa dối bản thân và đợi chờ trong vô vọng. Cô cho dù có trở nên cô độc vẫn tốt hơn nhiều so với việc tự lừa dối bản thân và đợi chờ trong vô vọng. 12. Omomuku. Âm hán Việt phó ý nghĩa đi. Em muốn tận mắt thực tế đi hiện trường kiểm tra tình hình. Em muốn tận mắt thực tế đi hiện trường kiểm tra tình hình.

hành động theo bản năng hành động theo bản năng 13. sáu âm hán việt quán trong nhất quán ý nghĩa xuyên qua quán triệt làm đến cùng 川が街を貫いて流れる. con sông chảy qua thị trấn 川が街を貫いて流れる. con sông chảy qua thị trấn sôi đói ga toàn thân trlà cơn đau buốt lan khắp người. Cơn đau buốt lan khắp người. Có một khoảng thời gian anh ấy đã từ bỏ ước mơ nhưng thật kỳ diệu là anh ấy đã tự nỗ lực để trở thành luật sư như ý nguyện ban đầu. Một thời gian anh ấy đã từ bỏ ước mơ nhưng thật kỳ diệu là anh ấy đã tự nỗ lực để trở thành luật sư như ý nguyện ban đầu. Nuki, có một khoảng thời gian anh ấy đã từ bỏ ước mơ nhưng thật kỳ diệu là khi anh ấy đã tự nỗ lực để trở thành luật sư như ý nguyện ban đầu ừ, nhưng thật kỳ diệu là khi anh ấy đã tự nỗ lực để trở thành luật sư như ý nguyện ban đầu 14. Tugu. Tugu. âm hán Việt kế trong kế thừa ý nghĩa thừa kế cho nà ngạ trên o của gìạ con trai trưởng đã kế thừa toàn bộ tài sản. 長男が全財産を継いだ. Con trai trưởng đã kế thừa toàn bộ tài sản. Vì học xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, tớ hết trụ nổi, lão đảo luôn á. Thậm chí không mở mắt nổi luôn đó. Yoru wo hinitsui benkyou shita kara, mou boku wa furafura da yo. Vì học xuyên suốt cả ngày lẫn đêm tới hết trụ nổi lão đảo luôn á, thậm chí không mở mắt nổi luôn đó. Kế tục nguyện vọng của bố, anh ấy đã trở thành thẩm phán. Kế tục nguyện vọng của bố, anh ấy đã trở thành thẩm phán. Bố, thành thẩm phán. 15. Aogu. Aogu âm hán việt ngưỡng trong tính ngưỡng ý nghĩa ngước lên ngẩng mặt nhìn lên tôn trọng yêu cầu chợt nhìn lên bầu trời chợt nhìn lên bầu trời xin hãy cho quyết định cuối cùng Sai xin hãy cho quyết định cuối cùng Ken aogu. trọng người tài trọng người tài âm hãng Việt giao trong dao động ý nghĩa lung lai nao núng dao động đung đưa nhánh cây đung đưa theo gió nhánh cây đung đưa theo gió nghe khuyên xong lòng đã dao động Nghe khuyên xong lòng đã dao động Mặt nước gợn sóng Mặt nước gợn sóng 地位が揺らぐ Địa 地位 vị lung lay 地位が揺らぐ Địa vị 地位 lung lay 中七 ốcas Âm hán Việt xâm trong xâm phạm ý nghĩa xâm phạm 私は Của người khác. 身体の抵抗力が弱まるとばい菌に侵されやすくなる身体の抵抗力が弱まるとばい菌に侵されやすくなる。 Khi sức đề kháng của cơ thể yếu sẽ dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Lòng ngập tràn nỗi đau. Lòng ngập tràn nỗi đau. 18. Ôdô Âm hán Việt hiếp trong uy hiếp, ý nghĩa, đe dọa. Ôdô desu. Giọng điệu như đe dọa. Ôdô desu. Giọng điệu như đe dọa.

もち米を洗い清めて水に浸す東京での一人暮らしにも慣れてきたその頃から家族がいない寂しさを覚え感傷に浸るようになった đi, ơn, 東京での一人暮らしにも慣れてきたその頃から Không consigo, không em đã quen với cuộc sống một mình ở Tokyo, từ đó trở đi em khắc ghi nỗi cô đơn không có người thân và trở nên đa cảm. Ngâm chân trong nước lạnh. Ngâm chân trong nước lạnh. Âm hán Việt, xúc trong xúc tiếng, ý nghĩa, đốc thuốc, nhắc. おししゃべりの多いい社員に注意ををすよう、軽く咳払いをした。彼はおしゃべりの多い社員に注意を促すよう軽く咳払いをした。子供の発育を促すものは親の愛情と栄養たっぷりの食事である。 Điều khuyến khích sự phát triển của trẻ là tình cảm của cha mẹ vào những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Điều khuyến khích sự phát triển của trẻ là tình cảm của cha mẹ vào những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. 21. 施す Âm Hán Việt: thí trong bố thí, ý nghĩa: cho, tiến hành tiến hành sơ cứu cho người bị thương. Kê tiến hành sơ cứu cho người bị thương. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, tao cũng sẽ không nhận sự bố thí của mày. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, tao cũng sẽ không nhận sự bố thí của mày. ]難民に食料をほどこす cho người tị nạn lương thực cho người tị nạn lương thực 22. もようす.もようす. âm hán việt thôi trong thôi miên ý nghĩa mở tổ chức em buồn nôn trước thái độ của hắn em buồn nôn trước thái độ của hắn em buồn nôn trước thái độ của hắn

âm ừ hán việt phúc trong phản phúc ý nghĩa đánh úp lật ngửa kết quả lần này trái với tưởng tượng kết quả lần này trái với tưởng tượng, này, với tưởng tượng. cơn lốc xoáy lớn đã lật tung xe cộ và tòa nhà 大型の竜巻によって車や建物が覆されてしまった。Đã tung e、cổ nhà 24、つくす、つくす。Ận, ực, 失われた信頼の回復に全力を尽くす。失われた信頼の回復に全力を尽くす。 anh sẽ cố gắng hết sức để khôi phục lại niềm tin bị đánh mất. Cô ấy có vẻ đang hiểu lầm mối quan hệ của anh với bé Misa. Anh đã nói hết nước hết cái giải thích rằng chỉ là bạn Thanh Mai Trúc Mã. Cô ấy có vẻ đang hiểu lầm mối quan hệ của anh với bé Misa. Anh đã nói hết nước hết cái giải thích rằng chỉ là bạn Thanh Mai Trúc Mã.

彼女の病気を治すためならお金がどれだけかかっても手を尽くす彼女の病気を治すためならお金がどれだけかかっても手を尽くす彼女は見返りを求めず相手の幸せを願ってひたすら心を尽くした Cô ấy đã toàn tâm toàn ý dốc lòng nguyện cầu cho hạnh phúc của đối phương mà không mong đền đáp. Cô ấy đã toàn tâm toàn ý dốc lòng nguyện cầu cho hạnh phúc của đối phương mà không mong đền đáp. 25. Obiakasu Âm hán Việt hiếp trong yêu hiếp, ý nghĩa đe dọa. 市民の安全が脅かされる犯罪が増え市民の安全が脅かされる彼は彼女を脅かしてその書類にサインさせた彼は彼女を脅かしてその書類にサインさせた

để không giết chết tương lai của đứa trẻ khi đầy la học trò phải lựa lời. Em đã hái những bông hoa xinh xắn trên cánh đồng. Em đã hái những bông hoa xinh xắn trên cánh đồng. 27. Idomu. Idomu. Âm hán Việt thiêu hoặc là thao ý nghĩa thách thức chinh phục. Olympic no senshu ni idomu.

経験が不足しすぎているという人がいたのだ。こんなことは言うと、こんなことは言うと、こんなことは言うと、こんなことは言うと、こんなことは言うと、こんなことは言うと、こんなことは言うと、こんなことは言うと、こんなことは言うと、 Trước khi tham dự kỳ thi tiếp theo, em phải học nghiêm túc. Sống trong căn phòng hướng ra biển là ước mơ của anh. Sống trong căn phòng hướng ra biển là ước mơ của anh. Hey, wa, Những người lính đã bất chấp mạng sống tham gia trận chiến cuối cùng. 兵士たちは命を懸けて最後の戦いに臨んだ。Hey, những người lính đã bất chấp mạng sống tham gia trận chiến cuối cùng. 29. 励む.励む. âm hán việt lễ trong khích lệ ý nghĩa nỗ lực. cô ấy đang nỗ lực luyện hát mỗi ngày. cô ấy đang nỗ lực luyện hát mỗi ngày. Từ tận đáy lòng em nghĩ mình nên nỗ lực học tập. 勉強に励むべきだったとつくづく思った。Từ tận đáy lòng em nghĩ mình nên nỗ lực học tập. 30. Hazumu. Hazumu. Âm Hán Việt: Đàng, đạn, ý nghĩa, nảy. ゴルフのボールが外んで池に落ちてしまった。Cái bóng golf nảy lên rồi rớt xuống hồ mất tiêu. ゴルフのボールが外んで池に落ちてしまった。 cái bóng gôn nảy lên rồi rớt xuống hồ bất tiêu. Tớ chỉ cần ngồi bên cạnh như thế này thì dường như cô ấy vui lắm. tới biết dù không nói gì hết nhưng tim cô ấy đập loạn xạ. Cô ấy Tớ chỉ cần ngồi bên cạnh như thế này thì dường như cô ấy vui lắm. tớ biết dù không nói gì hết nhưng tim cô ấy đập loạn xạ. 31. Habam. Habam. âm hán việt trở trong hiểm trở ý nghĩa chặn cản trở ngăn. với một thằng tệ hại như anh thì không có tư cách cũng chẳng có quyền ngăn cản cô ấy kết hôn. こんななな私に彼女の結婚を阻む資格もも権利もない anh, cách, 彼は娘の気持ちをよく知っていた何者も彼女が出発するのを阻むことはできなかったに違いなかった mình, 彼は娘の気持ちをよく知っていた

つつしんでお悔やみ申し上げます。この度は、御社の内定通知をいただき、ありがとうございます。つつしんでお受けいたします。この度は、御社の内定通知をいただき、ありがとうございます。つつしんでお受けいたします。この度は、御社の内定通知をいただき、ありがとうございます。つつしんでお受けいたします。 33惜む惜む. Âm Hán Việt: tích, ý nghĩa: tiếc, bệnh rịnh, lưu luyến. Shibashi no wakare o oshimu koibito no you ni. Amayaka na kanashii youna shiawase na kimochi. Tâm trạng hạnh phúc đượm buồn và ngọt ngào giống như đôi tình nhân lưu luyến lúc tạm biệt nhau. Shibashi no wakare o oshimu koibito no you ni. Amayaka na kanashii youna shiawase na kimochi tâm trạng hạnh phúc đượm buồn và ngọt ngào giống như đôi tình nhân lưu luyến lúc tạm biệt nhau. Bịnh rỉnh chia tay bạn ở sân bay. Bịnh rỉnh chia tay bạn ở sân bay. 34. Oru. Oru. Âm hán Việt chức trong ngô lan chức nữ, ý nghĩa dệt. これは中国で織られた絨毯です đây là tấm thảm được dệt ở Trung Quốc. Đây là tấm thảm được dệt ở Trung Quốc. 35.コル.コル. Âm hán việt ngưng trong ngưng động ý nghĩa cứng say mê công phu tỉ mỉ. Cô ấy mỗi ngày làm cho tới những món ăn công phu nên chắc sẽ trở thành con dâu ngoan. 彼女は毎日凝った料理を出してくれるのでいいお嫁さんになるだろう u, 部屋の内装に凝る性格なので部屋中がとても素晴らしい部屋の内装に凝る性格なので部屋中がとても素晴らしい。 Vì có tính tỉ mỉ với đồ nội thất trong phòng nên bên trong phòng rất bắt mắc mắt. Dạo gần đây em hay bị đau vai nên em đã quyết định sẽ đi bệnh viện vào ngày nghỉ. Dạo gần đây em hay bị đau vai nên em đã quyết định sẽ đi bệnh viện vào ngày nghỉ. 毎週打ちっぱなし場に通っているゴルフに凝っているので毎週打ちっぱなし場に通っている36するする靴をすって歩くのでそこが減ってしまった Đi nên bị 靴をすって歩くので底が減ってしまった đi nên bị キャンプの時は竹をすって火を起こす ại, ma tre キャンプの時は竹をすって火を起こす ại, ma tre 37盛 âm hán việt lộ trong tiết lộ ý nghĩa dột rò rỉ nhà này cũ rồi nên em khổ sở vì mưa dột nhà này cũ rồi nên em khổ sở vì mưa dột chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng nhật sao không cực hôm nay chúng ta sẽ học bài 6 nhé ichi aseru aseru âm hán việt tiêu, ý nghĩa, hấp tấp, vội vàng, cuốn quýt, lật đật. 例文, hấp ta hấp tấp cũng không giải quyết được gì đâu, em bình tĩnh đi. Hấp ta hấp tấp cũng không giải quyết được gì đâu, em bình tĩnh đi. 試験が近づくと焦ってしまう Kỳ thi đến gần là em sốt ruột. 試験が近づくと 焦ってしまう. Kỳ thay đến gần là em sốt ruột. Ni. Satoru. satoru. Âm Hán Việt: Ngộ trong giác ngộ, ý nghĩa: Giác ngộ nhìn thấu, cảm nhận được. Debun. Nhân sinh Hiểu thấu bản chất của hồng trần là điều rất quan trọng. Hiểu thấu bản chất của hồng trần là điều rất quan trọng. Nhờ cảm nhận được sự nguy hiểm nên em đã tránh được nạn. Nhờ cảm nhận được sự nguy hiểm nên em đã tránh được nạn. 3. Sawaru. Sawaru. Âm hán Việt, chướng trong chướng ngại vật, ý nghĩa, cản trở, có hại. 例文,

Mặc dù em đã thử dây dưa trả giá khá lâu, nhưng giá vẫn không giảm. Mặc dù em đã thử dây dưa trả giá khá lâu, nhưng giá vẫn không giảm. Lâu, vẫn không giảm. Dính đích ở quán cà phê nửa ngày trời. Dính đích ở quán cà phê nửa ngày trời. Gô,

trong cuộc họp hội đồng em sẽ hỏi xem liệu những em học sinh không đạt số ngày đến lớp có được lên lớp hay không độ cư được âm hán Việt khoa trong khoa trương ý nghĩa tự hào kiêu hãnh lừng danh. Vương chỉ được tự hào về tài năng của bản thân được tự hào về tài năng của bản thân. vậy sẽ cây được được ở Nhật có những ngôi nhà làm bằng gỗ vang danh trên thế giới. Ở Nhật có những ngôi nhà làm bằng gỗ vang danh trên thế giới. Nana, Âm Hán Việt, ngụy trong ngụy biện, ngụy quân tử, ý nghĩa giả bộ, nói dối, lừa, giả vờ. Đề văn, biểu giả vờ bệnh, bệnh kỳ tôi ít vờu, giả vờ bệnh, chính của lòng tôi ít vờu là không thể. em không thể lừa dối trái tim mình đâu, chính của lòng tôi ít vờu là không thể. em không thể lừa dối trái tim mình đâu. hachi okotaru okotaru âm hán việt đại ý nghĩa lười biến làm biến bỏ bê chay lười

Không được lơ là việc chú ý xung quanh khi lái xe. 落ちる.落ちる. Âm Hán Việt: hãm. Ý nghĩa: rơi vào, lọt vào. 例文, hito ni Những người trẻ dễ rơi vào cám dỗ. Hito ni Những người trẻ dễ rơi vào cám dỗ.

ý nghĩa ngăn che âm hán việt già trong do bảo tỳ bà bán già diện trong bài tỳ bà hành của bạch cư dĩ có câu mời gọi mãi mới ra tiếp khách tay ôm đàn che nửa mặt hoa thì bán già diện ở đây có nghĩa là che nửa mặt 例文, de, no wo ngăn ánh sáng từ bên ngoài bằng rèm de, no wo ngăn ánh sáng từ bên ngoài bằng rèm ER、ドアを閉めて騒音を遮る。ドアを閉めて騒音をぎる。彼は私の話を遮って自分の話を始めた。めた彼は私の話を遮って自分の話を始めた。だだ始11

hô Âm hãn Việt, tán trong an tán ý nghĩa mai tán, chôn cất. Tôi cũng muốn mai tán cho anh ấy giống như con ruột của mình, nhưng điều đó đã không thể. Tôi cũng muốn mai tán cho anh ấy giống như con mình, nhưng không thể. Tôi cũng muốn mai táng cho anh ấy giống như con ruột của mình, nhưng điều đó đã không thể. Chôn cất người đã mất. Chôn cất người đã mất. Tate祭る. Tate祭る. Âm Hán Việt, phụng trong phụng sự, ý nghĩa cúng hoặc là dâng lên.

Trệ trong trì trệ ý nghĩa trì trệ hoặc chậm trễ. Công ty chậm, trả lương cho nhân Công ty chậm trả lương cho nhân viên. Công ty chậm trả lương cho nhân viên. Vào cuối tháng thì các khoản thanh toán tiền nhà tiền điện nước thường chậm trễ. 月末は家賃や光熱費の支払いが滞ることが多かった15携わる携わる「雨・例文」彼は田舎に戻り農業に携わりました「彼は

アムハン việt thủ và デー ý nghĩa n g khắc xử lý hoặc は giám sát 例文「ス,スピード違反を厳しく取り締まる」「スピード違反を厳しく取り締まる」「警察が取り締まりをしているらしいからあの道は避けよう」 Hình như cảnh sát đang tuần tra, mình tránh con đường đó đi. Hình như cảnh sát đang tuần tra, mình tránh con đường đó đi. 17. Tukiru, tukiru. Âm hán Việt tận trong tận cùng, ý nghĩa cạn kiệt, hết, kết thúc. Tuổi thọ đã tận. Tuổi thọ đã tận. Tuổi thọ đã tận. Sai go made tatakatta ga, tsuini chikara ga tsukita. Em đã chiến đấu đến cùng, cuối cùng em đã kiệt sức. Sai go made tatakatta ga, tsuini chikara ga tsukita. Em đã chiến đấu đến cùng, cuối cùng em đã kiệt sức. Chữ Hỗ. Khuchi ru. Âm Hán Việt Hổ trong án văn Bắc Hổ, ý nghĩa mục nát thối rửa. Đê văn.

âm hán việt diệt trong diệt vong ý nghĩa bị tiêu diệt hoàn toàn không tồn tại. Những truyền thống Những truyền thống từ ngày xưa không dễ mất đi. Những truyền thống từ ngày xưa không dễ mất đi. Những truyền thống từ ngày xưa không đi những động vật siêu to khổng lồ đã diệt chủng do sự biến đổi khí hậu đột ngột. Những động vật siêu to khổng lồ đã diệt chủng do sự biến đổi khí hậu đột ngột. 20, shimilu, shimilu. Âm hán Việt nhiễm trong ô nhiễm ý nghĩa thấm, ngấm nhiễm. Mồ hôi thấm vào áo sơ mi.

cố trong cố vấn ý nghĩa nhớ lại hồi tưởng lại Album, 보며, 孩童时代을 xem album nhớ lại lúc nhỏ. album을 보며, xem album nhớ lại lúc nhỏ. lịch sử을 되돌아보며. hồi tưởng lại lịch sử. lịch sử을 되돌아보며. hồi tưởng lại lịch sử. 22. 고릴루, 고릴루. âm hán việt trừng trong trừng phạt ý nghĩa tỉnh ngộ sáng mắt ra. Thất bại rồi mà cũng không sáng mắt ra lặp lại chuyện y vậy. Thất bại rồi mà cũng không sáng mắt ra lặp lại chuyện y vậy. No de, Sau khi thất bại hai lần em đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Nhi すっかりこりた. sau khi thất bại hai lần em đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi 23, suえる, suえる. âm hán việt cư hoặc là cứ ý nghĩa đặt kê 例文, em đã đặt cái bàn lớn giữa phòng em đã đặt cái bàn lớn giữa phòng lườm với đôi mắt đứng trồng. Mẹ ô suete ni ra tsukeru. Lườm với đôi mắt đứng trồng. Koshi ô suete kangaeru. Ngồi xuống suy nghĩ. Koshi ô suete kangaeru. Ngồi xuống suy nghĩ. 24. Soeru, soeru. Âm hán Việt thêm ý nghĩa đính thêm. Lê Vân. Hibi no kurashi ni irodori o soeru thêm sắc màu vào cuộc sống hàng ngày. Thêm sắc màu vào cuộc sống hàng ngày. Đính kèm lá thư vào gói quà. Đính kèm lá thư vào gói quà. 25. Taeru. Taeru. Âm hán Việt, kham, ý nghĩa, có khả năng, có giá trị. Lê vun, wa この人に耐えることができる人材です。Nh 彼はこの人に耐えることができる人材です。Nh その行為は見るに耐えない愚行だよ。その行為は見るに耐えない愚弧だよ。26 thay đổi thay đổi âm hán việt nại trong nhẫn nại ý nghĩa chịu đựng đề vân kare wa kuyashita ni thay đổi yo ni kuchibiru o kanda anh ấy đã cắn môi như để chịu đựng sự ăn năn kare wa kuyashita ni thay đổi yo ni kuchibiru o kanda anh ấy đã cắn môi như để chịu đựng sự ăn năn watashi wa kono samasa ni thay rare nai em không thể chịu được cái lạnh này watashi wa Em không thể chịu được cái lạnh này. Em không thể chịu đựng được sự cô đơn nghiệt ngã và đau đớn. Em không thể chịu đựng được sự cô đơn nhiệt ngã và đau đớn. 27. オサエル.オサエル. Âm hán Việt, ức, trong ức chế, ý nghĩa, đè, nén, kìm nén. 例文、怒りを抑えて冷静に対処する。怒りを抑えて冷静に対処する。今でもなちゃんをを思いい。出すと、と涙抑えるこがででき今も、ナウちゃんを思い出すと、涙を抑えることができない。 Đến bây giờ em vẫn không thể kìm được nước mắt khi nhớ về bé nâu. Em phải hạn chế tiền ăn hàng tháng trong vòng 50.000 yên. Em phải hạn chế tiền ăn hàng tháng trong vòng 50.000 yên. 28. Kitaeru. Âm hán Việt, đoàn, đoạn.

có thể cho mọi người thấy được tay nghề nấu ăn em đã rèn luyện ở khách sạn trong bữa tiệc hôm nay em vui quá. <laughs> có thể cho mọi người thấy được tay nghề nấu ăn em đã rèn luyện ở khách sạn trong bữa tiệc hôm nay em vui quá. 29. Tunaえる. Tunaえる. Âm hán Việt, sướng trong hợp sướng, ý nghĩa, tụng, niệm, hô vang.

Anh xin lỗi vì đã đem đến cho em cảm giác khổ sở như thế này. 30. Hikaeru. Hikaeru. Âm hán Việt, khống, trong khống chế, ý nghĩa, hạn chế, cận kề, đợi chờ. Lê-bun, bashi-go wa osake o hikaete kudasai. Sau khi nhổ răng, hãy hạn chế rượu. Bashi-go wa osake o hikaete kudasai. Sau khi nhổ răng, hãy hạn chế rượu. 後ろに山が控えている別荘。三十一、え衰える、衰える。安堪 việc、suy、そして、そして、そして、例文、記憶力が衰える。記憶力が衰える。

văn hóa suy đồi hoặc là văn hóa xuống cấp. 32. Phù mày lù, phù mày Âm hán việt đạp, ý nghĩa dựa trên.例文.この経験をふまえ、今後このようなことのないように努めます. Dựa trên kinh nghiệm lần này, em sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện tương tự. この経験をふまえ、今後 にきこのようなことのないように努めます。Này, t t いくつかの事例を踏まえながらご報告させていただきます。いくつかの事例を踏まえながらご報告させていただきます。3 3 ×× Chạy, đuổi theo. 例文, vì sắp trễ giờ nên em đã chạy từ ga đến trường. 遅れそうだったので Vì sắp trễ giờ nên em đã chạy từ ga đến trường. sô ngựa trên thảo nguyên. ngựa trên thảo nguyên. <laughs> Chạy về nhà như một cơn gió. <laughs> Chạy về nhà như một cơn gió. 34. Togeru. Âm hán Việt, toại, trong toại nguyện, ý nghĩa, đạt được, hoàn thành. <laughs> Lê vân. Nihon Nhật đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế thần tốc. Nihon

例文「オリンピックの開会式で国の旗を掲げて行進する」「オリンピックの開会式で国の旗を掲げて行進する」「昔は祝日になると軒先に国旗を掲げる家が多かった」 Ngày xưa, nhiều nhà treo cờ Tổ quốc ở mái hiên vào các ngày lễ. Ngày xưa, nhiều nhà treo cờ Tổ quốc ở mái hiên vào các ngày lễ. 36染める Âm Hán Việt: nhiễm, trong nhiễm sắc thể, ý nghĩa: nhuộm. D例文 nhuộm miếng vải trắng thành màu yêu thích. <laughs> <laughs> nhuộm miếng vải trắng thành màu yêu thích. <laughs> Hoàng hôn nhuộm đỏ bức tường trắng của những ngôi nhà. <laughs> Hoàng hôn nhuộm đỏ bức tường trắng của những ngôi nhà. 37. Itameru. Itameru. Âm hán Việt thương trong vết thương ý nghĩa làm hư hỏng, gây thương tích, bị thương. Lê Hít cố Em đã lỡ làm hư đồ đạc khi chuyển nhà. Hít cố Em đã lỡ làm hư đồ đạc khi chuyển nhà. Kami Làm hư tóc Kami Làm hư tóc Sumahono 7つの使い方 itameru kata 7 cách sử dụng làm hỏng pin của smartphone. スマホのバッテリーを痛める7つの使い方. 7 cách sử dụng làm hỏng pin của smartphone. 38. 緩める.緩める. Âm hán Việt, hoảng, trong hòa hoảng, ý nghĩa, nới lỏng. Lê文, Em đã nới lỏng cà vạt sau khi tan ca. 仕事が終わって,,ネクタイを緩めた em đã nới lỏng cà vạt sau khi tan ca. Kare wa Anh ấy đã nới lỏng dây và cởi giày ra. Anh ấy đã nới lỏng dây và cởi giày ra. 39. タレル.タレル. Âm Hán Việt: Thùy, ý nghĩa: phủ xuống, rũ xuống, xỏa xuống. Teibun: Tóc mái rủ xuống trán. Ni Tóc mái rủ xuống trán. Lao giọt mồ hôi rơi bằng khăn tay. Lao giọt mồ hôi rơi bằng khăn tay. 40. Stareru. Stareru. Âm hán Việt, phế trong hoang phế, ý nghĩa đào thải, biến mất, bỏ hoang, hoang phế. 例文, Những từ ngữ hot trend thường biến mất nhanh chóng. Những từ ngữ hot trend thường biến mất nhanh chóng. Em đã chụp ảnh tại đống đổ nát của nhà xưởng bỏ hoang. Em đã chụp ảnh tại đống đổ nát của nhà xưởng bỏ hoang. 四十一 Magireru. Magireru. âm hán Việt phân trong phân vân ý nghĩa trà trộn lẫn lộn 冷文人 gomi lẫn vào đám đông mất hút lẫn vào đám đông mất hút chìm ngập trong sự bận rộn nên quên mất cuộc hẹn 忙しさに mạng 約束を忘れてしまった。チームがく trong sự bận rộn、nên quên mất cuộc へん。42。まぬかれる。まぬかれる。アンハン việt、み n trong み n thuế。い nghĩa、thoát、tránh được。例文。死刑をまぬかれる。thoát án tử hình。死刑をまぬかれる。村は台風の被害をまぬかれた。 Ngôi làng đã tránh được thiệt hại của cơn bão. Ngôi làng đã tránh được thiệt hại của cơn bão. Nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm chuông và đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye.